Nó còn báo kết nối lại không biết này được không? Hương trong áo chị đang mặc lên đi. Hết sạch cái túi đen rồi, mọi hôm chị lai chưa à? Không còn cái nào. Không có hôm chị lên lấy một túi rồi. Lấy trên này rồi đi, thế là chắc là hết rồi. Đường mạng nào đó. Các chị ơi, mạng có ok không nào? Tối nay em bật mãi không loát được luôn đấy, không biết có live stream được không? Mọi người chia sẻ live stream cho em với. Mọi người chia sẻ live stream cho em với, chứ em sợ là tối nay mạng mẹo có vấn đề lắm luôn đấy. Mọi người chấm mày viết lên cho em nhá. Chia sẻ live stream cho em với. Kiếm cho chị cái túi này. Cho chị cái túi đeo. Mạng có ok không các chị ơi? Hôm nay em lên hàng sale nhá, tiếp nối cái làng sale hôm trước nhá. Nhiều mẫu xinh lắm ấy, nhiều mẫu xinh nhá. Cuối tháng rồi, biết các chị không có tiền. Các chị biết mẫu này hôm nay rẻ bao nhiêu không? Rẻ hơn 100.000 so với bình thường luôn. Áo này cách đây tầm 1 tháng rưỡi em bán là 249.000 đồng, mà bây giờ em bán có chỉ có 149.000, nhưng mà có 30 mấy chiếc thôi. Nghĩa là hàng người ta thanh lý rẻ cho em ấy, còn bình thường em nhập vào còn chẳng nhập được với giá là 149.000 cơ. Mọi người chia sẻ live stream cho em nhé. Chấm chấm bài viết hàng sale nhé. Hôm nay nhận được một lô áo nhỏ nhung ưng hết sức. Em cảm ơn chị Thanh Mai nhá. Mọi người ơi, chia sẻ live stream cho em với nào. Hôm nay là thật sự là mấy hôm nay là em rất là đơ, không có sức đâu. Không có sức đâu này, không game ghiếc gì luôn. Hàng sale lên các chị cũng tranh thủ thôi, bởi vì có 30 chiếc em chồng lên đi. Áo đó mà có 30 chiếc, không hơn 30 chiếc một chút, có 3 màu, có bao nhiêu thì em chốt luôn. Không cần thế em ơi. Được vết 166 xinh xỉu, em cảm ơn chị nhá. Dỡ tí ra xong rồi nó trơn rồi. Mọi người ơi, chia sẻ live stream của em với nhá. Áo đang mặc 149, các chị không nghe nhầm đâu. Em hứa danh dự các chị nhá. Em hứa danh dự các chị, em chưa rồi em nhập được với giá này luôn ấy. Nói chi là bán cho chị với cái giá này luôn. Hàng này là người ta sale cho em. Tùng ơi, trật tự mẹ bán hàng. Trật tự, chia sẻ live stream nhá. Hàng thanh lý số lượng có hạn, lên các chị phải chia sẻ live stream. Thế em mới chốt được đơn nhá, nó có 3 màu nhưng mà chỗ này có bao nhiêu chồng hết đi em ơi. Không bao giờ về được hàng nữa. Rẻ hơn và từ rẻ luôn, các chị biết không ạ? Trước kia nhá, lô đầu tiên em bán là 249.000. Lô đầu tiên em bán là 249.000, em hứa danh dự mà khi mà em bán cho chị cái áo này 249.000, em mà nhập được 200.000 em cũng không bán hàng nữa luôn. Mà bây giờ em bán cho chị 149.000, nghĩa là còn có từng đây trước. Các chị hiểu không ạ? Còn có từng đây trước là người ta thanh lý rẻ cho em. Ví dụ như em, bản thân em là nhiều mẫu em bán đi bán lại em chán rồi, em cũng sẽ thanh lý cho người khác. Em bảo là thôi em bán những gọi là em bán chán rồi thì em thanh lý đi thôi, bán sale rẻ đi thôi, kiểu là khách nhà mình đã mua rồi thì thanh lý rẻ đi thôi, kiểu như thế đúng không các chị? Ba tông màu để các chị gái lựa chọn. Cái áo này là hot girl Hương Giang Nguyễn mặc, rất là nhiều hot girl mặc các chị nhá, rất là nhiều hot girl mặc luôn. Đúng rồi, hôm nay là cuối tháng đó chị ơi. Cuối tháng thì làm sao, cuối tháng thì các chị hết tiền đúng không ạ? Và cuối tháng thường cuối tháng là nói chung là Facebook nó hay bóp tương tác lắm, cứ đến cuối tháng là bán rất là chậm, nên em phải đi săn hàng sale cho các chị, săn hàng sale để cho các chị mua 149.000 đồng các chị nhá. Có rất là ít bộ đây, hôm nay có bộ các chị luôn. Đây, bộ này hôm nay cũng bán kéo tương tác luôn các chị luôn. Áo đang mặc màu lâu, từ từ em đọc mã đã. Mọi người đẩy view lên cho em, 500 người xem đi nào, để em bắt đầu chốt đơn luôn. Bộ đây, bộ này form to rộng, hôm nay cái gì cái gì cũng có. Áo dạ có chị về rồi. Đây này, hàng của em là hàng tàu, các chị nhìn kỹ của em nhá. Hàng trần trám cho em này, hàng nhà em là hàng trần trám. Đây em so sánh với chị hàng loại 2, em so sánh với các chị là hàng em để xa cái gương ra, tầm này mà vỡ gương thì thôi chắc là không like được nữa đâu. Để xa cái gương ra em ơi. Đây các chị ơi, nhìn của em này được chưa ạ? Hàng em bán các chị hàng trần trám nhá. Hàng hôm nay mới về, hôm trước order. Bao nhiêu chị gái phải order rồi, đúng không ạ? Mọi người chia sẻ live stream cho em nhá. Riêng cái áo này em thật sự là em bán với giá gọi là không lợi nhuận.
không lợi nhuận nên các chị phải chia sẻ livestream cho em mới chốt được đơn. Màu lâu có bao nhiêu chiếc, em ơi? Chốt màu lâu trước, em qua em chốt từng màu một. Các chị ơi, em chốt từng màu một nhé. Có đúng có 3 tông màu các chị gái lựa chọn. Các chị gọi là gì ạ? Áo này các chị gọi cho em là gì? Mã này hôm trước là nhà em là mã áo hot girl. Các chị ơi, tua lại livestream chưa giờ em bán với giá là 149.000 luôn. Các chị nhá, em hứa danh dự các chị khi mà em bán. Ôi chị thật hết tầm mình luôn đấy. Chúc mừng em ơi. Xa cái đoạn gương ra cho chị gái. Được chưa? Em có 3 tông màu, em không có bộ đâu ạ. 3 tông màu để các chị gái lựa chọn. Áo này hôm bữa chị mua sale nhà Nhung đã 170, chất ưng dã man, em cảm ơn chị luôn nhá. Em có 3 tông màu để cho các chị gái lựa chọn. Em không like theo yêu cầu đâu. Em tất cả những cái mã đằng sau nói chung là em like theo mẫu gì các chị chốt cho em mẫu đấy thôi. Cứ chứ mà bảo em là lên bộ đi là em trả lời luôn là em không có đâu ạ. Tại vì em đang giới thiệu mẫu này làm sao mà em like bộ được, mọi người vẫn đang chốt mẫu này, em còn chưa cả đọc tên chốt mẫu này làm sao lên bộ được, đúng không ạ? Ai lấy mẫu này các chị view em là gì đấy? Áo hot girl kèm màu kèm số loại. Em có 3 tông màu để các chị gái lựa chọn. Màu em đang mặc các chị ghi cho em là màu lâu này. Em có màu này các chị ghi là màu hồng và màu này các chị ghi em là màu xanh. Riêng mẫu này thì bác nào chia sẻ livestream cho em mới chốt được đơn. Bởi vì em xác định không lợi nhuận mẫu này rồi, bán gần như bán tặng. Sản phẩm đầu livestream chỉ có rẻ và đẹp thôi. 149.000 mua đâu rẻ hơn em hoàn hàng. À thôi không nhá. Mua đâu bằng em hoàn hàng. Mua đâu hoàn bằng em hoàn hàng. Bởi vì là bản thân em chưa bao giờ em bán được cho các chị. Chưa bao giờ em nhập được với giá 149.000. Chứ không nói là với giá là 149.000. Các chị mua áo này để dành đến Tết mà mặc cho em. Miền Bắc, miền Nam đều mặc được. Bởi vì chất len nó không bị quá dày, không bị quá mỏng. Và kể cả Tết, các chị thời tiết Tết, Tết thì nó không quá lạnh đâu, đúng không chị ơi? Là Tết các chị diện cái áo này rất là vừa, chất form đẹp, cam kết các chị hàng loại 1, hàng dày nhá. Hàng loại 2 em báo các chị hàng loại 2. Em chốt màu lâu trước rồi em qua màu. Được chưa? Em chốt màu lâu đây các chị ơi, em cầm có vài chiếc nhưng mà nó rất là dày, được chưa? Chị Bé Bơm chốt đơn, chị Nguyễn Anh em chốt đơn, chị Hành Nguyễn em chốt đơn. Các chị ơi không chia sẻ livestream cho em này. Đây, em đọc tên này. Sao không chốt hàng á, chị Nguyễn Linh ghi của em là kiểm tra đơn hàng này, chị Thúy Quỳnh, chị Bánh Bao đã chia sẻ, chị Bánh Bao này, chị Thu Thủy này. Các chị ơi cho em xin nút chia sẻ đi, một lần về trang cá nhân, hai lần trên hội nhóm đi nào. Chị Thanh Hiếu em chốt đơn này, chị Hồng Hoàng em chốt đơn. Màu lâu có ít quá nhỉ, hết màu lâu rồi em. Hết màu lâu rồi, em chuyển sang những màu khác nhỉ. Hết màu lâu rồi, hàng thanh lý nên là số lượng có hàng thôi. Em mặc các chị chiếc màu hồng này. Màu lão single, không thích, không có màu hồng, màu lâu thì thôi chuyển sang màu hồng cũng được. Màu hồng rất là yêu luôn cho em này, đẹp chưa các chị ơi, rất là đẹp luôn. Cái cổ này thì do cái lết gấp ấy, thì các chị về nhà, các chị là đi cho em là nó vào lết luôn. Các chị nhá, còn trên livestream này là em không bao giờ em có chuẩn bị mà em là lượt một cái gì đâu. Đấy, em không là lượt một cái gì đâu nên là các chị mới nhìn thấy cái tình trạng áo nó bị quăng lên này. Về các chị là đi cho em là một phát là thẳng. Là do là Trung Quốc nó gấp, là nó gấp thế này này. Thế là nó thành hình nếp thôi vậy nhá. Hết màu lâu rồi, hot girl kèm màu kèm số điện thoại nhá. Có 149.000 thôi. Em gặp các chị xem bên trong này, dày và đẹp chưa. Em mặc các chị màu hồng này, hàng của em là hàng cúc to, form to rộng 40-65 cân là mặc vừa luôn cho em. Mọi người cho em xin nút chia sẻ, thả tim, thả like em cái nào. Chốt sang hồng đi các chị ơi, hồng đẹp chưa? Không phải nhất thiết màu lâu đâu, màu nào cũng rất là đẹp. Nó có 4 màu cơ. Nó có màu be sáng nhưng màu be sáng rất là xấu, em không có ôm. 3 cái tông màu đẹp nhất rồi và hot girl Kim Anh Nguyễn màu bé đều mặc cả 3 lên các chị yên tâm nhá. Được chưa? Hồng đẹp chưa? Hồng nhá, chuyển sang hồng nào chị ơi. Ok, Thu Phương em chốt đơn, chị Hồng Diễm em chốt đơn. Túi đang đeo sale lốt 199 còn ít thôi các chị nhá. Chị Bùi Thủy Tiên em chốt đơn. Chị Lan Anh ơi chuyển sang hồng của em cái. Đây em đeo thêm các chị một cái màu hồng. Chân váy em mặc là hàng tàu 140.000, hàng Việt Nam kia nhá. Hàng Việt Nam kia là 115. Chị Nhi Nguyễn em chốt đơn màu xanh cho chị Lâm Hằng em chốt đơn và chị Lệ Sĩ màu xanh em chốt đơn. Nhá, màu xanh có nhiều nhất, màu xanh các chị cứ chốt màu xanh đi. Ai lấy màu hồng chốt lốt màu hồng cho em này. Chị Lê Ly Võ em chốt đơn. Hết hồng nhá, một chiếc cuối cùng. Đây, các chị ngắm kỹ em một lần nữa lên form to, form rộng. Các chị miền Nam đều mặc được luôn cho em này. Rất là xinh luôn cho em. Đừng bỏ qua cái áo này, chưa giờ em nhập được với cái giá này luôn ấy. Mà để mà bán các chị với giá là 149.000 đấy, hàng thanh lý thì nó mới rẻ như thế các chị nhá. Em mặc lốt các chị màu xanh này. Lâu này. Mặc lốt màu xanh nhé các chị nhé, mặc lốt màu xanh.
váy đâu mà các chị ghi là chân váy tàu. Đây này em đang bầu 7 tháng thôi ơi. Mày các chị nhìn mặc em mặc cái áo này vẫn rất là gọn người đúng không ạ? Em đang bầu 7 tháng thôi nhưng em mặc cái áo này vẫn rất là gọn người. Mọi người đẩy view lên cho em trên 500 người xem mà hôm nay tương tác kém quá. Hôm nay tương tác kém quá, đẩy view cho em lên trên 500 người xem là màu xanh đẹp chưa? Nói chung là màu nào rất là đẹp các chị nhá. Thôi em xin phép là không đọc tên nữa. Mai bác nào mà không được chốt những màu kia thì chuyển sang màu xanh còn lại nhá. Đây, còn trong đây chiếc màu xanh này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 11, có 12 chiếc màu xanh được đó chưa? 12 chiếc màu xanh kia nè, áo hot girl xanh kèm số loại. Tại vì em phối cái màu lâu này nó không được hợp lắm. Áo 2 dây em mặc trong người thì hết rồi. Hôm trước em có bán 49.000 nhưng mà hết hàng rồi. Tại vì em đang phối cái áo màu xanh với cái chân váy màu lâu nên nó không được hợp lắm. Các chị nhá, thường nếu như mà màu xanh phối với chân váy màu đen thì nhìn nó sẽ hợp hơn. Các chị nhìn khi mà em đứng gần các chị nhìn màu xanh tổng thể vẫn ok đúng không? Đây. Các chị gái này, màu xanh các chị phối với màu đen rất là đẹp luôn cho em này. Áo hot girl xanh kèm số điện thoại. Màu nào rất là xinh luôn các chị nhìn chất len bồng. Được chưa, tay của nó rất là bồng. Nếu như mà hàng hot girl người ta bán 360.000, khách nhà em comment bảo là các hot girl mới mua của hot girl 360.000, em cam kết các chị chuẩn hàng hot girl loại 1. Đây là hàng thanh lý, bình thường em bán là 250 các chị nhé. Bình thường em bán là 250, đây là hàng thanh lý. Còn có mấy chục con thì người ta đánh, người ta đổ hết cho em ấy thì mới được cái giá này các chị nhá. Khi em là áo hot girl xanh kèm số điện thoại, các chị ngắm kỹ của em một lần nữa này, kết hợp cho em luôn. Bình thường mua một cái áo 250 rồi thêm một cái chân váy tàu, hôm nay các chị mua cả cái áo và một cái chân váy gần như là set đồ bình thường em bán luôn. Hôm đầu tiên em bán 249.000, các chị có thể tua lại livestream nhá. Còn chân váy nó mà các chị nghĩ là chân váy tàu, em có 3 size SML 40-55 cân mặc vừa, em có 2 tông màu, em có màu lâu và màu đen. Cái này của nó sẽ có kéo khóa, các chị nhìn em này, nhìn ngang bụng em rất là to đúng không? Ở đấy cái chân váy này khi mà các chị thả ra nó có độ xòe này, được chưa? Ở kia là chân váy tàu kèm màu kèm size kèm số điện thoại. Đây là hàng Việt Nam này, đây là hàng Việt Nam, còn em đang mặc là hàng tàu nhé. Tiền Lào của đấy Việt Nam là 115, còn hàng tàu thì sẽ là 140.000. Gần Tết rồi, chơi cho em hàng đắt hộ em cái nhá. Hàng đắt mặc lên cho nó xòe tùng, được chưa? Mặc lên cho nó xòe tùng, hàng tàu 140.000. Với cái giá này các chị cũng chỉ mua được hàng Việt Nam thôi. Em bán các chị phục vụ các chị hàng tàu. Tàu là loại tàu Việt Nam, là loại Việt Nam, và các chị làm sao ạ? Nhận hàng được bóc hàng ra kiểm tra hàng chưa anh Toán? Các chị nhận hàng nhà em bóc hàng ra kiểm tra hàng trước khi anh Toán. Ok chưa? Áo đây mà các chị ghi là áo hot girl kèm màu kèm số điện thoại ạ. Áo hot girl kèm màu kèm số lại, biết nối một cái áo hàng sale. Áo này của người ta cũng thanh lý cho em có bao nhiêu chiếc nhỉ? Lấy luôn hộ chị áo nhũ luôn nhá. Áo đang mặc là áo hot girl, em có 3 tông màu nhưng mà những màu kia thì chắc là hết rồi. Em xin phép đọc lại lần nữa. Những chị gái nào mai không nghe điện thoại thì em sẽ để cho người tiếp theo, còn đầu livestream em có đọc rồi. Áo hot girl là bình thường em sẽ có 3 màu, em có màu lâu này, em có màu hồng và màu em mặc là màu xanh. 149.000 hàng săn sale nhá, chứ không phải hàng đều hàng kém chất lượng mà bán rẻ thế đâu ạ. Đấy, tiếp này, áo này các chị ghi em là gì ạ? Áo này em cũng săn được sale, có đứng từng đây. Bóp đang đi hết hàng, em không bán bóp nữa rồi. Đây có từng đây chiếc thôi. Áo này cũng là hot girl. Em có đăng ảnh hot girl mặc cho chị rồi đấy ạ. Mẫu này em chốt tại livestream với giá là 128.000 đồng. Các chị gọi cho em là gì đây ạ? Cái này là hàng cao cấp đấy. Đá của nó, từng cái viên đá này các chị gái. Từng cái viên đá cho em luôn này. Mẫu này các chị gọi cho em là áo kẻ. Mẫu này các chị ghi là áo ngắn tay đi. Ngắn tay kèm màu kèm số điện thoại. Ngắn tay em có màu đỏ và ngắn tay em có màu này, các chị ghi ô em là màu trắng đi. Ngắn tay em có màu đỏ và em có màu trắng, chốt tại livestream 128.000 đồng, được chưa? Chân váy nó mà các chị lên chốt nhá. Chân váy này đây các chị nhìn dáng này, em thả dáng các chị luôn, được chưa? Áo 2 dây này thì sang tuần em sẽ về các chị nhá. 2 dây sang tuần em sẽ về các chị đủ màu, em sẽ về nhiều. Còn áo 2 dây này hôm nay nhà em hết hàng rồi, bình thường em bán các chị có 49.000 thôi, hàng tàu nhá. Đợi em sang tuần nhá. Áo lót quần chip có từ từ các chị ơi, cứ từ từ nhá. Mẫu này em bán cho chị với giá là 128.000 đồng. Đây mua cả set này về mặc này. Như set hot girl mặc là người ta sẽ mặc như này cho em này. Em mặc là nó không được eo nó đâu, bởi vì em bây giờ em to rồi các chị nhá. Mẫu này các chị gọi cho em là áo gì nhỉ? Áo ngắn tay kèm màu kèm số điện thoại này. Em có màu này các chị ghi hộ em là màu đỏ này. Ngắn tay em có màu đỏ và ngắn tay em có màu này các chị ghi là màu trắng. Hàng này nhập xỉ vào đã là 160 rồi, không có cái giá này đâu. Chất của nó chất len co giãn các chị nhá, 40 đến tầm 62 cân là mặc ok luôn cho em. Em
Tầm này các chị thấy em có bán hàng ngắn tay không? Em toàn bán hàng dài tay rồi. Tại vì sao nó hời nó rẻ em mới dám ôm nhá, chứ không phải tự dưng em dám ôm một đống hàng ngắn tay trong khi là trời nó lạnh rồi mà em về em bán đâu ạ. Bình thường nhập xỉ vào đã 160 rồi, chất lên nó rất là mềm và thoải mái cho em luôn, được chưa? Ngắn tay kèm màu kèm số lại 128, có đúng tương đây thôi. Người ta có ít thì người ta thanh lý rẻ cho em rồi, thật sự luôn ấy. Chất len nó rất là mềm và đầm tay. Cái áo nhũ này cũng thế này, áo nhũ này em cũng săn được sale này các chị đẹp ơi. Áo nhũ này em cũng săn được sale này, hứa danh dự các chị. Hôm trước là em bán xả ra là 100, em bán là 185, xong về sau em xả ra 149 mà chất của nó còn không được đẹp như này đâu. Hôm đấy là em mặc nó bị dặn này, em cũng nói thẳng các chị ơi là cái áo đấy mặc nó sẽ dặn đấy. Cái này mặc nó không bị dặn cơ mà em cũng săn được rẻ các chị, 129.000 đồng. Ok, các chị ghi là ngắn tay kèm màu kèm số điện thoại nhé. Áo này thì em sẽ không học tên, em mặc lỗ các chị màu be từ em qua mẫu này. Em không có bộ đâu chị ơi. Em có màu này các chị ghi là màu trắng này. Ngắn tay em có màu đỏ và ngắn tay em có màu này các chị ghi là màu trắng này. Cúc của nó là cúc hoa này, rất là xinh và xịn sò luôn cho em luôn. Các chị miền Nam các chị phối đồ mặc phối đồ cho em, kể cả miền Bắc các chị mặc ok luôn cho em, mua để dành đến Tết cho em cũng được. Mua để dành đến Tết mặc cho em cũng ok ạ. Chị An Nhiên comment một lần thôi, em nhìn thấy comment của chị rồi nhá. Áo ngắn tay chỉ có hai màu thôi chị ơi. Đây, lốt các chị màu trắng nhá. Còn ít thôi em bán lốt này. Đây, 2 giây sang tuần về nhiều lắm. Về mấy trăm cơ này chắc chắn là sẽ có đủ hàng đó chị. Hàng mới lô đầu thì em gọi về ít để thử thôi xem chất có ok không. Bởi vì hàng em gọi ở bên Trung Quốc về. Nên là, đây là các chị đợi nhá. Đây, màu trắng này. Rồi nhìn không thể tự tin được các chị ạ. Không thể tự tin được. Thôi ủng hộ em nốt nhá. Ngắn tay cố lốt từ giờ đến Tết ra. Tết này ngon ngay đúng không các chị nhá. Ngắn tay các chị ơi, 128.000 đồng. Nốt cái nhũ đi em ơi. Nốt cái nhũ đi cho nó gọn nhá. Sau đó thì em sẽ chuyển sang bán. Hôm nay có nhiều áo không em? Xem sau đó thì em sẽ chuyển sang bán ghi lê và cả gì nhỉ, rồi sẽ bán bộ các chị nhá. Đây áo nhũ đi các chị ơi, nhũ xinh này, nhũ này còn có vài chiếc nữa thôi. 129.000 đồng. 129.000 đồng, xinh chưa? 129, còn có vài chiếc. Áo này không bao giờ về nữa đâu. Ghim là nhũ hồng kèm số điện thoại 129.000 đồng luôn. Đấy các chị nhìn, em đăng ảnh hot girl mặc rồi ấy, rất là đẹp luôn cho em này. Đấy các chị gái này, bụng to vẫn ok, 40 đến tầm 62 cân là mặc ok luôn. Nhũ hồng kèm số điện thoại 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, đúng 7 chiếc rồi các chị nhá. Bác nào lấy chốt nhanh này, chị Châu Kim Vi này, chị Linh Ni một chiếc này, chị Ngọc Dũng một chiếc này, chị Phương Anh này, chị Nguyễn Thảo lên số, cho em này. Một chiếc cuối cùng, hai chiếc cuối cùng lên số cho em nhá. Áo nhũ kèm số điện thoại 129.000 đồng nhá. Thật sự là bình thường em nhập vào đã là 150 rồi, hôm trước em xả 149 là cái thời điểm mà em bán rẻ nhất rồi, nó còn sót 2-3 chiếc đấy ạ. 2-3 chiếc mà em còn xả 149 đấy, đây là em ôm được sale rồi nhá. Thì Thúy tin mít em chốt đơn chị Thúy hết áo nhũ này. Gì nữa nhở? Hôm nay không còn áo gì nữa đúng không? Hôm nay ít áo lắm. Hôm nay em sẽ lên chủ yếu bộ về đấy cho các chị nhá. À, dạ đi em ơi, nhận được áo nhà Nhung rồi, ưng lắm này, ưng lắm em này, không tiếc hàng nhưng chỉ toàn tiếc tiến sĩ thôi, em cảm ơn chị nhá. Áo sơ mi này thì hôm nay em về các chị, cái form nó nhỏ hơn, chất rất là ok mà nó lại rẻ nữa các chị ơi. Nhìn em cái form này, form nó hơi nhỏ hơn so với form bình thường em bán một chút thôi. Bình thường em bán là năm ngoái em bán là 119, năm nay thì em bán là 199.000. Nhưng mà các chị biết cái áo này bây giờ có bao tiền không? Áo này thì tầm 40 đến 58 mà chất đẹp lắm, chất không đẹp em không bán đâu. 85.000 một chiếc thôi. Áo này thì tầm 40 đến 58, còn bác nào trên 60 cân thì chuyển sang cái form to hơn xuống lấy cho chị cái hàng form to hơn mà nó có tem ấy. Em so sánh các chị nhá, chất nó không khác gì nhau đâu. Chất nó không khác gì nhau, chỉ có điều là form này nó nhỏ hơn một chút, hoặc là có thể là bụng em bây giờ nó to rồi nên em mặc nhìn nó cảm tưởng như thế nhá. Sơ mi tay chôn 85.000 thôi các chị ơi, chất siêu đẹp luôn nhá. 85.000 các chị diện cho em cái set đồ này, nhẹ nhàng tinh khôi cho em mặc cái áo này cho em xong rồi. Diện với cái áo ghi lê này, ghi lê này em còn chục con nữa thôi, em bán lốt cho gọn mẫu nhá. Chứ tầm này rất là hiếm hàng mới. Các chị đợi em một tí, hết nhũ hồng rồi các chị đẹp ơi, hết nhũ hồng rồi nhá. Quần dạ về màu lâu chưa em á? Quần dạ chưa về màu lâu đâu chị ơi. Mợ ghi là sơ mi tay chun
85.000 một chiếc thôi các chú ơi, 85.000 một chiếc. Trong khoảng cân nặng là tầm 40 đến tầm 58 cân là mặc vừa nhá. Đây các chị nhìn coi này, bụng to em mặc vẫn ok. Bụng 7 tháng nhá. Các chị mặc cái áo này bên trong, sau đó làm sao ạ? Em sẽ so sánh các chị với cái hàng mà bình thường em hay bán đấy. Chất nó không khác gì nhau luôn, không khác gì nhau. Áo này bán 99.000 thì form này nó tầm 65 cân vừa, còn áo này là 85.000 nó không khác gì mấy. Bác nào trên mà ở 60 cân thì thôi, bỏ sang cho em loại 99.000, còn loại này 85.000. Các chị ghi là sơ mi tay chuông 85k các chị nhá. Lên mua cái áo này nhắm mắt cũng mua được, em nói thật nhá. Một, nếu như các chị mua hàng hè đúng không? Nếu như các chị mua hàng mùa hè, mua một cái áo gì ạ? À? Mua một cái áo phông thôi đã là 89.000 cho một cái áo phông rồi. Em không nói nhà người khác, em bán một cái áo phông đều đều đã là 89.000. Hàng Việt Nam đã là 89.000 rồi. Hàng tàu không có chuyện 89.000, trừ những cái hàng mà em săn được sale thôi. Đấy là điều thật lòng như thế. Hàng tàu phải 160-170 rồi. Đúng không ạ? Một cái áo sơ mi này có 85.000 thôi. Đầu tư của em nhá. Đang lao kiếm ship 30.000 rồi. Dồn đơn cho em, còn nhận hàng được, bóc hàng ra kiểm tra chưa anh Toán. Nói chung là chắc không đẹp em không bán đâu. Các chị đầu tư cho em cái sơ mi này bên trong, sau đó thì mix cho em thêm một cái ghi lê này cho em này, một cái set đồ. Được chưa? Một cái set đồ các chị có thể mặc đi mặc Tết cho em này, mua đi để dành đến Tết mà mặc cho em nhá. Để dành đến Tết cho mặc cho em, hoặc là thời tiết này các chị gái miền Bắc miền Nam đều diện được. Vì hôm nay miền Bắc cũng rất là nóng đúng không ạ? Đây các chị mặc này cho em này. Đấy, xong là phối với một cái ghi lê này bên ngoài. Ghi lê này em còn 9 hay 10 chiếc nữa thôi. Em bán lốt các chị 155.000. Ghi là ghi lê lên 155k. Kết hợp với sơ mi tay chun 85.000. 155 cộng với 85.000 thôi các chị ơi. Cộng cả set đồ cho em được chưa? Ghi của em là ghi lê lên 155.000 nhá. Ghi lê lên 155 còn sơ mi 85.000. Đây giờ gần các chị xem chất này. Không phải cái chất mà hôm trước em quảng cáo trên Shopee. Trên Shopee đâu các chị nhá. Chất ở trên Shopee nó cứng hơn. Trên Shopee nhà em nhờ bán cứng, trên đấy nó bán cứng hơn nhá các chị nhá. 85.000 thôi các chị nhanh tay cho em này. Em về các chị, à đây, cái cardigan này đẹp. Bao tiền các chị ơi? 135.000 cho một cái cardigan này, quên mất cái con này. Đây nha, mix cái sơ mi này bên trong xong rồi kết hợp cho em cái này luôn. Mix cái sơ mi này bên trong xong kết hợp cho em. Các bác ngắm kỹ của em cái set đồ này một lần nữa. Thật sự là em không eo ót để mà mặc lên nó xinh đâu. Như hot girl người ta mặc nó sẽ eo, nó sẽ thẳng này. Đây gọi là em gọi là một cái set em mặc gọi là bình dân nhất có thể rồi đúng không? Em là cái thể loại bây giờ dáng xấu nhất có thể rồi. Các chị dáng có xấu thì không thể xấu bằng em nữa rồi. Mà em mặc vẫn ok. Các chị tự tin mà mặc cho em luôn. Yên tâm bác nào mà mùa 50-60 cân cho em mặc vẫn rất là xinh nhá. Ghi lê len kèm số điện thoại, chất rất là đẹp luôn. Chất thậm chí nó còn đẹp hơn cả ghi lê này. Em nói thật, cái này thì chỉ được có cái màu nó mới và là nhìn nó mới thôi, chứ chất nó còn không đẹp bằng cái ghi lê này cơ. Mà cái này còn đắt hơn này. Mẫu này thì em chốt tại livestream với giá là 158.000 nhá. 158.000, đợi em một tí. Em tranh thủ lên cái áo này các chị này. Con này rất là đẹp, chất rất là đẹp. Này, nhiều em sợi len đông này. Phê chưa? Mà 135.000. Mẫu này các chị ghi là cardigan kẻ đi, cardigan kẻ 135. Ghi lên em mặc trên người là 155.000. Đúng không nhỉ? 155 các chị nhá. Ghi hộ em là ghi lên 155. Con đấy em bán lô này là lô thứ 3 rồi, không phải lô đầu tiên nữa đâu. Nhưng mà đến giờ phút này em vẫn bán vì nó quá hot luôn này. Trời ơi, set đồ này trẻ chưa các chị ơi. 135.000 nhắm mắt cũng mua được cho em cái áo này nhá. Nhắm mắt cũng mua được luôn này. Ghi hộ em là cardigan. Cardigan kẻ 135.000, cardigan kẻ 135.000 nhá, rất là đẹp. Chất yên tâm, chất rất là dày và đẹp luôn, được chưa? Khoang nhẹ bên ngoài xương xương này cho em thôi cũng được này. Nếu các chị có thể mix với sơ mi, nếu như mà mix kiểu sơ mi kiểu này thì các chị lên sơ vin vào. Lên sơ vin vào nhìn nó sẽ dày, nó sẽ dài hơn. Áo giả kia là 259.000 hàng tàu nhá, tí nữa em sẽ like sau. Áo đấy hôm trước em đang livestream một hôm rồi, cái đấy là các chị lên Shopee. Đây áo giả của các chị đây, em bảo lên cái này mà em quên mất này. Cái này các chị lên Shopee rẻ nhất cũng là 319.000 đồng. Các chị có thể chụp ảnh ngay bây giờ, chụp ảnh lên Shopee tìm kiếm. Cái này các chị chỉ mua được ở trên Shopee hoặc là mua ở nhà em thôi. Được chưa ạ? Hàng Linh Hiệp không có đâu. Bởi vì cái này em gọi trực tiếp ở Quảng Châu về lên là nó mới lâu thế. Các chị để ý mà xem, áo này tầm 10 hôm rồi.
8 đến 10 hôm rồi em mới về thêm. Hàng của em là hàng trần trám. Đây có hai loại, cái này có hai chất nhỉ. Em về các chị hàng chất đẹp luôn mà rẻ hơn. Em chưa thấy một nhà nào có thể cạnh tranh về giá này luôn. Shopee là cái thể loại rẻ nhất rồi, cũng bán các chị với giá là 319.000 đồng và rất. Con này hot lắm, hôm trước em về có 100 chiếc nhỉ. Lần lâu trước em về có 100 chiếc mà hết trong vòng đốt nhạc, xong là còn phải order nữa cơ. Hôm nay rất là nhiều đơn order. Hôm nay em về 250 chiếc nhưng mà phải trả đi tầm 70 chiếc cái áo này order. Còn vị trí còn hơn 100 chiếc nữa thôi. Trần trám nhá, nhà em là trần trám đây, hàng loại 2 đây. Hàng loại 2 là nó sẽ trơn hơn, nó đắt hơn có vài tệ thôi. Nó không đắt hơn nhiều đâu các chị ơi. Nó đắt hơn có vài tệ thôi, nhưng mà thời tiết này các chị mặc cái trần này này thì mặc nó sẽ ấm hơn, nó nhẹ nhá chị nhá. Hôm nay mặc bộ nhung này, bà chị cứ hỏi link Facebook là gì để mua, em cảm ơn chị luôn nhá. Áo đây mà các chị là cardigan kẻ 135.000 thôi, đây, được chưa? Các chị nhìn em này, nó dày, nó nhẹ nhưng mà nó lại ấm, đẳng cấp là thế, đẳng cấp hàng tàu nó phải khác các chị ơi. Nó dày, nó nhẹ nhưng mà nó ấm bởi vì bên trong nó trần các chị nhá. Đây em sẽ khoác các chị luôn. Mẫu này các chị nhìn em này, toàn bộ em cho chị 5 chiếc áo này lên thôi, vừa chị vất lên này. Đây nha các chị ơi, mix này cho em này. Bình thường là em sẽ mix với áo dài nhưng mà các chị thích trẻ trẻ, các chị ơi mix với cái sơ mi này. Ôi đúng là cái sơ mi thần thánh luôn ấy. 85.000 cho một cái sơ mi xong là mix thế này cho em này. Đẹp kinh khủng luôn này các chị ơi. Thấy chưa? Đấy các chị mix này cho em rất là trẻ luôn cho em. Mẫu này các chị ghi cho em là gì nhỉ? Dạ kẻ kèm. Mã của nó là dạ kẻ à? Đây các chị ơi, hàng tàu nó phải khác nhá. Mẫu này các chị đây, hàng tàu này các chị gái đây. Toàn bộ cái nào nó cũng như cái nào và nó có size. Áo này có size nhỉ. Nó chỉ có size này M, L, X, N. Lần trước em về chỉ có đến size XN thôi, nhưng mà lô này em về cho các chị đến size 2XL luôn. 4 size S, M, à em xin nói M, L, X, N và 2XN luôn cho em. Mua này rất là sang và xinh. 259.000 hàng trần, rất là mềm, nhẹ. Đây các chị gái em cầm các chị một. Cái nào nó như cái nào, nó dày, nó nhẹ và nó rất là ấm. Bao các chị kiểm tra hàng chưa anh Toán? Ghi hộ em là gì nhỉ? Dạ kẻ 259 đi. Dạ kẻ 259 kèm số điện thoại. Chân váy nó mặc chị ghi hộ em là chân váy tàu nhá. Chân váy tàu lâu và đen 3 size SML, được chưa? Dạ kẻ 259 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Về hơn 200 chiếc mà trong nhà em bây giờ còn hơn 100 chiếc thôi. Sơ mi em mặc trong người 85.000 nhá chị nhá. Đây các chị ngắm kỹ xếp đồ của em luôn này. Thời tiết trời hôm nay nó hơi lạnh. À nó nóng ấy. Thời tiết này trời hôm nay nó nóng nên các chị không thích mua mấy cái dòng này đâu. Nhưng mà hôm trước em bán siêu đắt hàng luôn. Kiểu gì mùa đông chả lạnh đúng không các chị ơi? Không có chuyện giữa tháng 12 mà trời nó nóng được đâu. Tháng 12, tháng 1 không có chuyện là nó nóng được đâu. Nên là tranh thủ mà mua đi. Nó nóng lên để trời nó lạnh các chị nhá. Chị Ngọc Anh lên số đi. Về vấn đề size mai nhân viên nhà em sẽ gọi lại tư vấn cân nặng chốt size các chị luôn. Đây cardigan kẻ này là 135 này các chị gái. Cardigan kẻ này là 135.000. Cái này là em săn được sale nhá. Cái này thì em qua mẫu rồi. Thì em sẽ mặc lại. Cái này hình như có nhiều đấy. Cái này có 30 mấy con đấy em ơi. Cái này có 30 mấy con đấy. Để lại số điện thoại, để lại size nhá. Còn áo em mặc các chị lên mua một chiếc nhá, 85.000 cho một cái sơ mi thôi. Chân váy em mặc 3 size ML 40 đến 55 cân là mặc vừa nhá. Chân váy tàu lâu và đen, nâu và đen nhá. Dạ kẻ kèm màu, kèm size, kèm số, em xin lỗi. Dạ kẻ kèm size, kèm số loại 40 đến tầm 65 70 cân mặc vẫn ok nhá. Về đến cả size 2XN đấy, lô này em về size 2XN các chị luôn. Ơi, nếu như cảm thấy với cái giá đấy là cao ấy thì các chị có thể chụp ảnh màn hình và tham khảo trên Shopee. Em khẳng định là em chưa thấy một nhà nào có thể bán cái áo này dưới 280.000, có một nhà bán 285.000. Nhưng mà bên trong của nó sẽ là hàng trần trán, trần trơn nhá. Nhìn kỹ của em nhá, hàng nhà em là hàng, nhìn kỹ của em này. Hàng này là hàng trần trơn, được chưa? Còn hàng nhà em là hàng trần trán, các chị nhìn kỹ của em nhá. Nó nhẹ, nó ấm, mặc nó sướng á chị ơi. Bộ lỉ tí nữa em sẽ lên sau, cứ từ từ nha, em không like theo yêu cầu đâu các chị đẹp đâu. Đây. Bên trong của em sẽ là trần trám này, có size số đàng hoàng luôn. S, M, L, em xin nói M, L, X, N này. Gọi cho đơn áo dạ kẻ hôm trước em đo order X, N muốn đổi sang 2XN được không á? 2XN nhưng mà em sợ đơn của chị đi rồi ấy, chị bao nhiêu cân?
Tầm 65 cân thì các chị sẽ mặc XL đủ về, còn trên 65 cân thì sẽ mặc 2XL nha. 45 cân chị mặc giống em, mặc size M cho em đang mặc trên người size M, kể cả size L em mặc vẫn vừa nhá, nó không chênh nhau là mấy đâu. Đây là size N đúng không? Em khoác các chị size L vào nhá. Em sẽ mặc lên để các chị so sánh luôn. Một cái áo này các chị diện test cho em. Bây giờ các chị không mua thì đừng sao nó loé thế nhỉ? Tại cái sơn đằng sau ấy. Các chị không mua thì đừng hy vọng là Tết có hàng đẹp mà mặc các chị nhá. Dịch bây giờ người ta sẽ không về nhiều nữa đâu. Bây giờ dịch nên là hàng sẽ không về nhiều được nữa đâu. Đây em các chị. Sơ mi em mặc các chị ghi nhắm kỹ của em một lần nữa này. Sơ mi tay chun 85.000 đồng nhá. Em mặc các chị cái dạ kẻ này. Đây em mặc XL đây. Đây XL, size L chứ. Size L nó không chênh nhau mấy đâu. Đây em mặc size L vẫn vừa này. Được chưa? Nên các chị yên tâm, 45 cân thì cũng không bơi trong áo đâu. Những cái dòng này các chị xác định nó chỉ khoác nhẹ bên ngoài thôi. Kể cả em mặc size L, đây là em tư vấn theo chuẩn size của bên form của bên Trung nhá. Em tư vấn chuẩn size cho form của bên Trung đấy. Thì là form của bên Trung là dưới 50 cân là mặc M. Trên 50 cân, 50 đến M này, L này, 50 đến 58 là mặc L, XL là 58 đến 65. Đấy là size chuẩn, tư vấn chuẩn của bên Trung nhá. Đấy, còn bình thường các chị hay mặc size gì, chốt size đấy cho em. Cái chị gì nhỉ? Chị Hoàng Hiền à? Chị ơi em hủy đơn của chị rồi đấy, bây giờ chị đặt lại đi. Chị có phải đuôi số điện thoại 714 không? Bây giờ chị đặt lại đi, mai báo nhân viên là đặt 2XL là được. Còn em hủy rồi đấy, bác nào vừa đấy. Đây được chưa? Đẹp quá. Trời đẹp quá, không muốn qua mẫu luôn. Để lại số điện thoại nhá. Cứ nếu như mà cảm thấy nhung bán đắt, cứ lên Shopee mà tham khảo. Hàng tàu có 259.000. Đây, để vai này cho em này, sang chảnh chưa? Low end các thứ, để cái vai này chụp ảnh này. Được chưa? Sang chảnh cực kỳ luôn. Hàng này nô lần trước em về được có 100 chiếc mà em phải order đấy. Gần như là hôm nay là bác nào cũng đủ đấy. Em nô này em có phải hơn 200 chiếc nhá, thì em trả lợ các bác rồi. Thì còn gần 200 chiếc nữa thôi. Sơ mi 70 cân thì chị mặc sang mẫu này. 70 cân thì không vừa đâu. 70 cân thì áo kia chỉ tầm 65 cân thôi. Kiểm tra đơn chị chưa nhung ai? Em không rõ đâu, chị ghi là kiểm tra đơn hàng, mai nhân viên nhà em gọi nhá. Còn những cái việc đấy là toàn bộ nhân viên làm hết nhá. 259.000 đồng. Em cam kết các chị hàng tàu, hàng Việt Nam đều các chị một gấp 100 lần. Cái nào cũng như cái nào, nó dày. Các chị nhìn thấy chưa ạ? Hôm nay nhận được áo lông nhà nhung này, đẹp xuất sắc này, cầm hàng không nghĩ 269.000 luôn. Em cảm ơn chị Huế này. Đây các chị đọc hộ em này. Các chị đọc feedback của em nhá. Đây, em cầm các chị này, được chưa? Nó dày, nó nhẹ này. Nó dày này, nhưng mà nó nhẹ, mặc nó ấm. Em cảm ơn chị Hoài Phan nhá. Nó dày, nó nhẹ, nhưng mà nó ấm, được chưa? Quá thôi, qua nha, hết hàng. Áo đã mặc sơ mi tay chun 85.000 nha. Tiếp này, nên lốt các chị cái này nhá, rồi em sẽ lên váy và bộ. Lốt cái này thôi, hôm nay không có nhiều áo đâu nên là cũng không dài dòng. Đây có cái áo ấy nữa đấy. Nhưng mà em đổi cho là đến mà rộng này không đổi đâu nhá. Đấy là tại vì chị đổi sai đấy. Ghi lê này đi các chị ơi, ghi lê này rất là xinh này. Ghi lê này các chị ghi là ghi lê chám kèm màu kèm số điện thoại 158.000 đồng ạ. Em có hai tông màu để các chị gái lựa chọn. Em có màu xanh và màu cam. Màu cam đẹp ghê cơ ấy. Hai tông màu xanh nhá. Không có size S, size nhỏ nhất là size M. Em mặc size M còn ok mà. Em chỉ to cái bụng thôi, chứ thật sự chân tay em vẫn rất là bé. Lên các chị yên tâm. Bình thường em có 43 cân thôi. Áo con đi. Áo con của các chị đây, hôm nay đợi bao nhiêu ngày tháng mới về đây. Được chưa? Mẫu này các chị ghi là ghi lê chám đi. Mẫu này các chị là ghi lê chám. Em chốt tại livestream với giá là 158.000 đồng. Em có hai tông màu, màu là mà các chị ghi là màu xanh và một màu nữa là màu cam. Các chị chuyển chốt cho em cái mã này đã rồi em qua mẫu này. Ghi lê chám kèm màu kèm số điện thoại. Con này chủ yếu là nó đẹp một cái bảng màu thôi. Nhìn nó rất là nạ nhá. Áo dạ có nhân không á, hay là nhắn? Nhân không á, em không biết. Cái đấy thì em phải vò đã, em phải giặt đã, em không biết. Cái này thì em không trả lời được đâu. Bác nào mua cái áo dạ này cho em xin hộ em cái feedback xem là các chị giặt có bị ấy không ạ. Có bị, đây là cái hàng ấy rồi, hàng loại 2 rồi.
Đây nhá, hàng loại 2 sẽ là trần không nhá. Còn hàng nhà em bán cho các chị, em ship cho các chị toàn bộ là trần tráng. Nó sẽ đắt hơn mấy tệ đấy ạ. Nhưng mà em bán cho chị gần như là đây này, hàng tàu đây này. Được chưa ạ? Sơ mi em mặc trong người là 85.000. Bác nào vừa hỏi là có bị nhăn không nhỉ? Đúng không? Em thử vò nhá. Còn em không giặt này em không chắc chắn đâu. Đấy, còn bác nào mua áo nhà em rồi thì biết rồi nhá. Mua áo nhà em thì cho em xin cái feedback xem là giặt có bị nhăn không. Còn em chỉ vò thế này được thôi, chứ bây giờ em không thể mang ra ngoài kia em giặt cho các chị và em trả lời được. Đấy nhá, còn khi mà em vò thế này thì nó không hề bị nhăn. Đấy các chị nhá. Và hàng nhà em chưa bao giờ, phong cách nhà em bán hàng là không bao giờ biết là lượt là cái gì đâu. Không biết là lượt là cái gì đâu các chị nhá. Đấy các chị chốt nhanh hết hàng thôi. Không chốt áo giả nữa nhá. Đằng nào cũng hết hàng rồi, hết hàng rồi nhá. Áo giả đem ra ngoài mà giặt khô cho bền chứ à? Thế à? Em cũng không, nói chung là em cũng không ấy bao giờ, em cũng không rõ nhá. Em chỉ biết bán thôi. Đây áo con đi các chị ơi. Cái set này là nhái của thương hiệu này này. Đấy cái này em hàng này là em cũng đảm bảo là các chị cũng không mua nhà người khác có đâu ạ. Thôi khoác dạ em hết hàng rồi chị đẹp nhá. Áo dạ đấy là 259.000 đồng. 259.000 đồng hàng trần trám. Mai còn hàng thì bên em gọi điện chốt hết hàng thôi. Em có hơn 200 con thôi. Cũng không có nhiều ạ. Cái này thì có chết rồi, chị quên không tư vấn sai rồi. Áo này nó sẽ có size này M, L, X, N và 2 XN đúng không? Hôm nay bọn em phân ra như nào? S, M, L, X, N đi. Áo này sẽ có S, M, L, X, N. Hàng hãng cho em luôn. Rất là xịn. Toàn bộ của lo cao su từ A đến Z. Khi mà cả một set thì nó sẽ bao gồm một cái áo này này. Vừa em đã thử mặc lên rồi. Nó rất là sướng, rất là phê các chị đẹp ạ. Em đã thử bỏ ra một đây. Bên trong của nó sẽ như này. Khi mà các chị nhận được hàng nó sẽ có đệm này. Bên trong này. Đây nhá. Mặc cái này này. Đây các chị mặc là nó rất là phê luôn, toàn bộ của nó là cao su đúc, toàn bộ nó là cao su lon à. Đây nhá, đằng sau của nó như thế này luôn cho em này. Cả một cái set bao gồm một cái áo và một cái quần luôn cho em được chưa? Cả một cái set này bao gồm một cái áo và một cái quần chip bên trong như thế này. Đấy, ví dụ là áo nhà nhung đẹp xuất sắc, cái nào chị ship về cũng ưng hết. Em cảm ơn chị Bon Bon này. Em cảm ơn chị nhá. Đây các chị ơi, cái quần đây, bên trong quần như thế này nhá. Đây, cạp của nó xịn sò chưa? Chưa? Đấy, nếu như mà cảm thấy muốn các chị mới mẻ, đây này, bên trong của nó sẽ có khoáng khuẩn bên trong. Hàng tàu nó phải khác, cam kết các chị là hàng chuẩn hàng tàu luôn cho em. Nó có size S, M, L, X, N. Về vấn đề size, mai nhân viên nhà em sẽ gọi lại tư vấn cân nặng chốt size các chị luôn. Mai nhân viên nhà em sẽ tư vấn cân nặng chốt size nhá. Chứ bây giờ hôm nay em quên mất, em không chuẩn bị là tư vấn mà S là tương đương với 32 là gì gì em không nhớ lắm. Nói chung là mai các bạn sẽ gọi lại tư vấn các chị. Cái áo này em khẳng định là các chị muốn mua nhà người khác cũng không có đâu, vì hàng này em săn sale được ở bên Trung Quốc nhá. Ghi lên em mặc trên người là 158.000 đồng, kể cả khi mà em live stream em mặc một cái áo này thôi vẫn ok nhá. Vì toàn bộ của nó cao su đúc, xong là bản của nó bản to, mặc lên rất là đẹp luôn, được chưa? Các chị để lại số điện thoại đi, hình như là 36 là sẽ tương đương với size L hay sao ấy nhá. Thôi các chị cứ để lại số điện thoại, cứ ghi em là set chip kèm ghi em là set ghi em là set cao cấp đi, ghi là chip cao cấp đi. Cái này là hàng cao cấp nha, bình thường em bán các chị có mấy chục nghìn thôi. Cái này là 135.000. 135.000 một set, bao gồm một cái áo và một cái quần, đúng chưa? Các chị nhìn em cái quần này. Ở cái quần nhìn này, đẹp chưa? Chất nó rất là phê luôn, em kéo các chị thoải mái luôn cho em. Được chưa? Các chị kéo thoải mái luôn cho em này, để cao su đúc. Các chị mặc cho nó mới mẻ đi các chị ơi. Đúng không? Mặc thế này thì làm sao ạ? Chồng yêu, đúng không các chị ạ? Em có 4, em có 5 tông màu này. Em có màu này các chị ghi em là màu xanh biển này. Màu này các chị ghi là màu be này. Màu này các chị ghi là màu xanh lá. À, màu em xin lỗi, màu này các chị ghi em là màu rêu này. Màu này các chị ghi em là màu đen này. Và màu này các chị ghi là màu cam nhá. Em có đủ size các chị luôn này. Và bên trong nó sẽ dập rất là xịn sò luôn cho em. Toàn bộ đều là cao su lon à. Nói chung là em không hay giới thiệu, em không hay bán mấy cái thể loại này. Em thấy rẻ, em thấy đẹp
thì em mới bán thôi. Còn những cái hàng này các chị sẽ ra ngoài cửa hàng nó sẽ tương đương với rẻ nhất tầm 350 đến 420, các chị em khẳng định là các chị không thể là mua ở ngoài thị trường dưới 200 cho một cái set này đâu. Em không nói đến cái những cái hàng bình dân. Hàng bình dân thì mọi hôm em bán hàng bình dân rồi, cái hàng này là hàng cao cấp nhá. Đây, kể cả trên livestream mặc, các chị mặc cái này xong rồi các chị mặc không cái áo này, các chị đi tập gym các thứ vẫn ok nhá. Set chip cao cấp kèm màu kèm số điện thoại. Các chị bình thường mình đã dùng hàng bình dân rồi, thử đầu tư cho em xem một cái set màu một cái set hàng cao cấp đi, xem nó thế nào, mặc lên nó có cảm giác là nó lắm khi là mình mặc những cái gì bên cái này nó liên quan đến sức khỏe của mình. Thứ nhất là nó liên quan đến sức khỏe của mình. Thứ hai là mặc lên cái set đồ này, đúng không ạ? Cả một cái tông đồ mặc như thế này thì nhìn các chị mặc vào nhìn chồng nó yêu à, sao? Chồng sẽ yêu chứ đúng không? Em không biết giới thiệu. Thật sự là em không biết giới thiệu nên là em cũng chỉ nói theo những cái cảm nhận của em thôi. Em cảm thấy đẹp rẻ thì em mới ôm về thôi nhá. Em nhắc lại bảng màu một lần nữa này, có đủ size các chị luôn này, xịn sò lắm luôn ấy, không phải tự dưng. Nếu như mà nó đều nó kém chất lượng nó không thể là làm những cái túi này làm gì cả. Có những cái hộp quần chip em bán các chị có 65.000 thôi, mà chia cho 5 cái quần thì vị trí có hơn 10.000 một cái quần. Nhưng mà cái này là 135.000 cho một cái áo và 10 cái quần, thì ít nhất là cái áo, cái quần này cũng phải trị giá 35.000 rồi. Ý, đúng không ạ? Thì giá trị nó phải khác rồi đúng không ạ? Chip dày hay mỏng em ạ? À? Đây. Đây nhá chị nhá. Nó giống như cái áo tập kim của các chị đây. Đây là bên trong của nó như này này. Bên trong khi mà các chị nhận được hàng nó sẽ có cái quả đệm bên trong như thế này nữa này, cầm vào form rất là xịn sò luôn. Rồi các chị cầm đi xong là các chị tặng những cái set chip này này, nhìn nó rất là sang, nhìn kể cả cái hình thức bên ngoài đúng không? Nhìn cái hình thức bên ngoài các chị, riêng những cái dòng này các chị đã dùng hàng xịn rồi, không bao giờ các chị quay lại dùng hàng đều nữa. Riêng hàng lội y bên trong ấy, hàng lội y bên trong các chị đã dùng thử hàng xịn thì các chị sẽ không dùng hàng đều nữa. Thứ nhất nó liên quan đến sức khỏe, thứ hai là mặc vào nó thoải mái dễ chịu. Các chị ơi, mặc hàng xịn nó là một cái cảm giác khác ạ. Nói chung các chị phải mặc đi thì các chị biết. Em không biết giới thiệu, em không chuyên bán cái này nên em không thể giới thiệu hay, nhưng bản thân em cảm nhận được là mặc vào cái này nó ở một cái cảm nhận khác. Mặc vào nhìn nó eo ót, rồi là mặc vào nhìn lắm khi là mình tự nhìn mình mặc cái set đồ này trong gương nhìn yêu lắm luôn các chị ơi. Đấy, bác nào mà muốn gọi là buổi tối mình thay đổi một chút, hay là gọi là chồng yêu, hay là kiểu là thay đổi gì như nào gọi là như nào nhỉ, để nhìn cho chồng nhìn cho nó mới mẻ đấy các chị ấy, nhìn mới mẻ đấy. Đấy, người ta còn phụ nữ người ta còn mua gen riết các thứ để buổi tối đúng không các chị? Phụ nữ mình như thế là chuyện bình thường đúng không? Đấy, bí quyết đấy, gọi là bí quyết giữ chồng đấy, được chưa? Em có màu này các chị ghi là màu xanh dương này, màu này các chị ghi là màu đen này, màu này các chị ghi là màu rêu này, màu này các chị ghi là màu be này, và màu cam này. Đấy, rất là đẹp luôn cho em nhé. Đây, em nói thật, nhìn cái quần thôi, các chị nhìn cái quần nó đã ở đẳng cấp khác rồi, đúng không ạ? Nhìn cái quần thôi nó đã ở đẳng cấp khác rồi các chị nhá. Rồi em qua mẫu nhá. Xe em mặc còn chơi. Em nhắc lại áo em đang mặc một lần nữa này. Sơ mi trắng bên trong là 85.000, áo bên ngoài là 158.000 đồng, chân váy đang mặc là 140.000 đồng hàng tàu nhá. Áo em mặc các chị yêu em là ghi lê chám kèm màu kèm số điện thoại nhá. Em có màu này các chị yêu em là màu xanh, và ghi lê chám em có màu này các chị yêu em là màu lâu nhá. Chám, xanh và lâu nhá các chị nhá. Em xin phép qua mẫu này thôi. Bây giờ em sẽ like bộ, mọi người mặc ngóng bộ lắm rồi đúng không? Mọi người ngóng bộ lắm rồi luôn. Nên em sẽ like bộ các chị nhá. Bộ này thì em có size này, hai size. Đây là size S à? Em thử mặc size S em vừa không đã nhá. Cả set áo lẫn quần cả em đang mặc áo đang mặc bên trong là 185, áo bên ngoài 158 các chị cộng vào cho em nhá. Set chip là 135.000 các chị ơi. Và em khẳng định các chị là các chị có muốn mua nhà người khác trên livestream không có nhà nào có đâu, bởi vì hàng này là hàng em order trực tiếp ở bên Trung Quốc, nó hot ở bên Trung, hàng cao cấp ạ. Hàng này ở bên Tmall các chị nhá, hàng đấy là hàng gọi là thương hiệu cao cấp.
Nên các chị yên tâm là nhà người khác không bán đâu, người ta live stream chỉ bán hàng bình dân thôi. Các chị ngắm kỹ của em một lần nữa này, nhận hàng toàn bộ túi nó sẽ như thế này cho em luôn, rất là xịn sò luôn. Sơ mi em mặc các chị ghi là sơ mi tay chun, em chốt tại live stream là 85.000 đấy. Một cái sơ mi đều đều à, một cái sơ mi này cũng gọi là được chứ, ok đúng không, 85.000 thế này cũng là ok rồi, có 85.000 thôi. Nên các chị cứ tự tin mà mua cho em cũng chỉ lãi bằng một cái sơ mi em bán các chị 85.000 thôi đây nhá. Bác nào lấy mẫu này các chị là sơ mi tay chun 85.000. Sơ mi tay chun 85.000, 40 đến tầm 58 cân nhá. Còn form này nó to hơn một chút. Form này là form 65 cân thì là 99.000. Chất thì nó y hệt như nhau thôi. Chất nó rất là mềm. Được chưa? Chất nó rất là mềm luôn nhá. Áo này đẹp quá này, tối nay mọi người cho nhiều áo này rẻ quá nhỉ. 85.000 cho một cái áo này. Sơ mi không có size trời ơi. Ví dụ như nhỏ nhỏ như em thì mặc sang cái 85.000 ok. Còn bác nào trên 60 cân thì mặc sang cái hàng 99.000. 60 cân thì chị mặc đây, em mặc cho chị nhá. So sánh của em nhá, em đang mặc form của 85.000, bây giờ em sẽ mặc form của 99.000 để các chị so sánh nhá. Nó chỉ hơn nhau vài phân vải thôi. Đây 99.000, còn về chất liệu y hệt như nhau. Set chip có S, M, L, X, N, nó tương đương với size 32, 34, 36, 38. Đây, em mặc cho các chị cái loại 99.000, rồi em sẽ like bộ nhá. Ok các chị, để lại số điện thoại mai nhân viên nhà em vẫn phải gọi lại tư vấn cân nặng chốt size các chị luôn. Áo dạ kẻ vừa live stream rồi, hết hàng rồi em ơi. Đây, em mặc cái form rộng này thì bác nào cao to mà này mặc đẹp, như em bé bé này không đẹp. Đấy, thế là mỗi người, ví dụ bác nào nhỏ nhỏ ấy, thì lại mặc rất là đẹp. Ở trong bác nào trên 55 cân, 60 cân thì mặc sang cái form này. To, dài, rộng hơn 60 cân thì mặc form 99.000. Còn bác nào mà dưới 55 cân thì mặc form 85.000. Kể cả 58 cân thì vẫn vừa, nhưng mà nó không được rộng rãi lắm. Thì thôi, cứ dưới 55 cân thì mặc sang hàng 85.000. Còn trên 55 cân thì mặc sang hàng 99.000 nhá. Nó khác nhau ở form rồi, còn chất liệu y hệt như nhau. Hết. Áo trắng có lộ không á? Cái này thì khó trả lời lắm. Hầu như là áo trắng thì 10 cái thì 9 cái đều lộ hết. Đúng rồi, chất giống nhau nhá chị nhá. Nó chỉ khác nhau ở form một tí thôi. Bộ này lại phê rồi, lại đẹp rồi. Đẹp quá. Em vắt hết bộ này ra đây đi. Bộ này em có chỗ này có 100 bộ thôi các chị, đẹp luôn. Đẹp quá này. Nó hơi cao nên em nhập thử thôi, em không dám nhập nhiều. Em gọi về có 100 bộ bán thử thôi. Có đầm hoa có lên chứ. Dạ lót lông còn lâu em ơi. Đến giờ phút này còn chưa thấy tăm hơi gì cả. Không biết có về được không? Chắc là sang tuần đấy. Bộ này rất là thoải mái, dễ chịu này các chị gái này. Được chưa? Bầu ví như em mặc vẫn ok. Em đang mặc size S nhá. Nó có size 2 size SM. Rất là xinh luôn. Được chưa? Hai bên của nó có túi, dáng của nó sẽ là dáng bon. Ở phần dưới bon dưới gấu. Các chị cao to không lo là bị cọc đâu. Màu xanh rất là đẹp. Màu xanh, màu lông. Nói chung là ba màu đều đẹp hết. Chất của nó chất tâm. Mặc rất là sướng luôn. Chất tâm mặc. Bác nào mua mà chất tâm nhà em thì biết rồi. Em bộ này nhá. Bộ này thật sự nếu như để mà bán thì em phải bán với giá là 205.000. Nhưng mà em nghĩ là với cái giá đầu 2 thì nhà em không bán được luôn. Thôi em bán lồn làm tròn với chị luôn 199.000. Còn không lãi bằng một cái sơ mi bán 85.000 cho các chị. Thề nói điều mất lòng đối chưa. Không lãi bằng bộ em mặc bán các chị 199. Không lãi bằng một cái sơ mi bán các chị 85.000 luôn. Nên các chị yên tâm nha. Để mà bán thì em bình thường theo mức giá cố định lãi nhà em thì em sẽ phải bán với giá là 205. Nhưng mà thôi em bán 199 đi, chạy là số lượng thôi. Chứ bây giờ 205 nghe 199 các chị thích hơn so với 205 chứ đúng không? Đầu 1 thích hơn đầu 2, tâm lý là thế, đúng chưa? Yêu em là gì nhỉ? Bộ gấu kèm màu kèm số điện thoại này, quá trời đẹp luôn. Bộ em đang mặc 40 đến 65 70 cân vừa nhá. Em đang mặc size S, nó có size. Em đang mặc size S nha các chị đẹp đây. Em đang mặc trên người size S này. Thấy chưa? Mà mặc vẫn rất là thoải mái luôn cho em.
Size S là 40 đến 55 cân, size M là 55 đến tầm 68 70 cân luôn cho em. Ba tông màu để các chị gái lựa chọn. Màu em đang mặc các chị ghi em là màu xanh. Màu này các chị ghi là màu đen và màu lâu, hai cái tông màu đẹp. Nói chung là màu nào cũng đẹp hết luôn ấy. Đẹp hết trang luôn, bộ nào màu nó đẹp rồi. Các chị cứ đi tham khảo giá thoải mái. Biết người ta bán bao tiền không? 379.000 cho chị xin hấp nữa. Đây em có 100 bộ em chồng cho chị xem. Ông nói phép cho chị luôn. Được chưa ạ? Được chưa các chị đẹp? Đây em vớt hết 100 bộ ra đây. Đây là em mới nhập thử thôi đấy. Em mới nhập thử thôi đấy. 100 bộ là em nhập thử thôi. Với những cái bộ là em tự tin em bán 400-500 bộ là chuyện bình thường. Rất là đẹp luôn cho em. Lên màu kèm size kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Con này em không đọc tên nhá. Đọc tên là thôi. Bở hơi tai tầm này em. Bây giờ gọi là em yếu sức lắm rồi. Nên là bác nào cảm ứng trước được trước nhá. Thế là thì thôi nhá. Xanh, hồng và xanh lâu và đen. Em sẽ để sức để em đọc mặc các chị màu. Mặc đủ màu luôn. Đẹp lắm luôn các chị đẹp không? Nhìn này. Đấy, màu nào cũng rất là đẹp, 199.000, có size luôn, hai size M. Về vấn đề size, tư vấn mai nhân viên nhà em sẽ tư vấn cân nặng chốt size các chị luôn. Mặc bộ này này, Tết đến về quê này, mặc lấu ăn này, xong là mặc tầm này, buổi tối mình đi cà phê trà đá với bạn bè, đúng không ạ? Đeo thêm cho em một cái túi xách chéo nữa. Đi ra ngoài, đi thêm cho em một cái đôi sục. Sục nhà mình vẫn chưa về nhỉ? À cái đôi giày kia kìa, đôi giày kìa. Đi thêm cái đôi giày 198.000 nhà em nữa. Đây em để xa ra các chị ngắm cái đôi giày này. Đôi giày này thì em không nhận nữa rồi nhá. Em không nhận nữa rồi. Đấy hôm trước bác nào mua được cái đôi giày này nhà em thì bác đi sướng em phối đồ của bác nhá. Màu xanh em ơi, như chị màu xanh. Đấy đi thêm một cái đôi giày này nữa. Ok chưa, chất chưa? Cả một set đồ luôn. Đây. Đấy, bác là hôm trước mua được giày này nhà em thì đúng không ạ? Mua mặc cho em cái set đồ này cho em. Đấy, em rất là nùn luôn, em cao có 1m50 thôi mà em mặc bộ này vẫn rất là xinh nên các chị tự tin mà mặc luôn cho em. 1m6, 1m7 không lo là bị cộc đâu. 1m em dáng của nó đây. Các chị ơi, đi lên đôi giày nữa này. Ok chưa? Thế em mặc các chị sang màu lâu nhá. Bộ gấu kèm màu kèm số điện thoại, kèm màu kèm size kèm số điện thoại. Chị Lãng Hoa lên số đi các chị đẹp ơi, nhớ phải lên số cho em nhá. 199.000 đồng. Riêng bộ này em hứa danh dự em còn không lãi bằng một cái áo sơ mi em bán các chị 85.000 tối nay cơ ạ. Các chị cứ yên tâm mà mua, kể cả em có bán bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng rất là rẻ so với giá nhà người khác rồi. Hàng đó. Bởi vì gần Tết rồi em xác định chạy cho các chị hàng đắt. Gần Tết rồi em xác định bán cho các chị hàng đắt nhá. Lâu cũng đẹp. Lâu đẹp quá. Công nhận bộ nó đẹp rồi. Lồng các chị hay quần với nhau nhá. Xem là có thoải mái không nào. Giày nâu thì cho bộ màu lâu cho giày be đi em ơi. Có màu rêu không á? Không, chỉ có 3 màu này thôi. Màu xanh này, màu xanh này, màu lâu và màu đen. Đây các chị ơi, em lồng hai cái quần vào với nhau vẫn vừa nha. Ui giời, mặc mắc phê luôn này. Nhìn cái bụng này. Trời ơi, thấy chưa? Đấy, mặc vào nó gọn người, gọn dáng, nó sẽ che độ béo bụng của mình. Thực sự là hàng rẻ, có những cái hàng rẻ, hàng trần bông ấy. Bộ này nó có hàng trần bông thì bán ra chị tầm 179. Nghe kỹ của em nhá. Hàng này nhà em là hàng tâm. Đây em mặc các chị hai quần này. Em vừa mua bộ gấu này hơn 200 mà lay đã thấy chị bảo chán ghê à. Buồn thế. Đây các chị ơi, hai cái quần nha. Em nồng hai cái quần vào nó hơi cộm một tí thôi. Vẫn rất là thoải mái rộng rãi. Hai cái quần này, ok chưa? Form to rộng chưa? Thoải con gà mái này. Đấy, màu lâu em đi với cái đôi giày màu be. Màu lâu em đi với cái đôi giày màu be này. Đấy, bác nào hôm trước mua đôi giày màu be. Tí nữa màu đen đi với cái đôi giày màu đen nữa. Được chưa? 6-7 cân vừa nhá chị nhá. Ok chưa các chị đẹp? Đấy, lẽ ra mình nên bỏ cái quần ra nhìn nó. Nhìn nó phẳng hơn. Vẫn cứ ok đúng không? Các chị nhìn ở phần dưới này. Nhược điểm của những cái bộ như nào à? Cái bộ này nó khắc phục mọi nhược điểm. Thứ nhất ở phần dưới này. Nếu như các chị mua nhá,
Nếu như nhà nào mà không biết may thì ở phần dưới này nó sẽ ôm bó này này. Ở phần trên rộng nhưng dưới nó ôm bó, mặc nó rất là khó chịu. Ở phần dưới nhà em vẫn rất là thoải mái, rộng rãi. Chất của nó chất tâm, nó có độ co giãn nhẹ nhẹ. Em đang mặc size S chị ơi. Em đang mặc size S nhá, vẫn ok nhá. Hai size M đấy. Như nào nhỉ? Nó có trên thị trường, nó có một loại nữa là hàng trần bông. Trần bông là lì bông nữa chị ơi. Lì bông là giống như cái áo mà gấu hôm trước em sale lỗ đấy. Mặc giặt cái đấy 3 hôm là nó sùi. 3 hôm là nó sùi ngay. Em mặc dù là ra rất là nhiều thì nhưng đến hôm nay mới ra, bởi vì em đợi cái chất này em về em bán đó chị. Đấy, mặc chất này nó phê, nó sướng đó chị ơi. Màu đen rất là đẹp luôn. Xanh này, lâu và đen. Xanh, lâu và đen nhá. Em mặc lốt các chị màu đen nữa nhá. Có cần mặc thêm màu đen nữa không ạ? Có cần mặc thêm màu đen nữa không? Đây, đúng 100 bộ thôi, không có nhiều các chị, đẹp nhá. Đấy, bộ là như bộ là rất là đẹp luôn. Em chồng này cho chị nhá. Chồng này, màu lâu này. Đấy, màu lâu này. Màu lâu, màu be và màu màu lâu, màu xanh và màu đen nhá. 40 cân có rộng không? 40 cân rộng nhá chị nhá. 40 đến tầm 70, 40 đến tầm 68 cân là ok nhá. Có cần mặc đen nữa không? Em mặc lốt màu đen nào. Hôm nay là chiều các chị hết lấp luôn đấy nhá. Bộ này nó đẹp quá, xuất sắc quá. Màu nào cũng đẹp các chị ạ. Mua hai bộ về mặc thay đổi cho em. Tết đến này. Đây mặc không cái dáng quần nhá, để các chị xem form. Đây em mặc không cái dáng quần thôi, để các chị xem form. Cái bộ nó đẹp hay không chủ yếu ở cái dáng quần. Đấy chưa? Mặc lốt màu đen. Đen thì gọn người gọn sáng. Đen thì gọn người gọn dáng. Các chị nhớ cho em xin nút chia sẻ nhá. Thật sự là bộ này bán gọi là quái luôn ấy. Ai đời bán cái bộ 199.000 còn không lãi bằng cái áo mấy chục nghìn luôn. Đây em mặc các chị màu đen này. Bộ này bác nào mua bộ tâm 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 hôm trước nhà em bán một bộ tâm gì nhỉ? Tâm Mickey ấy, thì các chị biết chất của nó gần giống như thế. Gần giống như thế luôn. Lớp màu đen nhá. Đen đẹp ghê cơ này, mặc không cái áo màu đen này. Đấy các chị mặc không cái áo màu đen cho em. Như một cái áo bình thường thôi. Đúng không ạ? Các chị mua bộ và nó rất là hời, 199.000. Các chị nhận hàng, bóc hàng ra, kiểm tra hàng, thanh toán. Các chị mua bộ nó rất là hời, các chị mặc này cho em này. Đấy, ví dụ như hôm nào mà chán chán đời, không thích mặc bộ đấy nữa. Trời nóng mà chán đời, không muốn mặc bộ đấy. Thôi mặc mỗi cái áo thôi, mặc với cái quần legging. Các chị ở nhà có những cái đồ phối, các chị mặc quần legging cho em luôn. Xong là các chị... Đây em mặc. Xong là đi đi phối với giày cho em. Đi phối với giày cho em này. Được chưa? Là ok nhá. Hoặc là phối với chân váy thì các chị coi như là một cái áo phông bình thường để cho nó chun chun này này. Đấy, được chưa ạ? Đấy, các chị đi thêm một cái đôi giày 198.000 nhà em nữa. Là ok na đúng không ạ? Đấy, màu đen này. Uống các chị màu đen nhá. Thôi màu đen khỏi chui quần nữa nhá. Màu đen khỏi chui quần. Áo len đằng sau á, mẫu nào đấy chị? Áo này là 149.000. À, mã này là áo hot girl em ôm được sale thôi các chị ơi. Nhưng mà hình như là hết hàng rồi đúng không? Hết rồi. Đây, màu đen này. Đấy, nếu ví dụ như là mai không có màu đen, lúc nào cũng là cái tông màu chủ đạo rồi. Các chị có thể mua màu xanh kèm với màu đen, hoặc là màu lâu kèm với màu đen. Đấy nhá, mua hai bộ về mặc thay đổi cho em. Tết đến rồi, mình về quê các thứ, mình tiếp khách các thứ, mặc những cái bộ này rất là sang. Mặc những cái bộ này nó không hở hang một chút nào luôn, mà mặc lên nó rất là tôn dáng. Bác nào động người thì mặc màu đen. Đen thì gọn người còn dáng, nó sẽ che độ béo bụng của mình. Đen thì gọn người gọn dáng, nó sẽ che độ béo bụng. Năm nay thì hot trend màu xanh. Năm nay hot trend màu xanh. Còn màu lâu này thì gọi là lâu này, gọi là lâu tây ấy ạ. Không phải lâu đậm đâu. Lâu này là lâu tây ấy. Nên là các chị không lo là bị kén da đâu. Ví dụ lâu nó đậm thế kia kìa. Đấy thì mặc là nó sẽ bị kén da. Nhưng mà lâu này thì các chị kể cả da ngăm ngăm mặc màu này vẫn ok luôn ấy ạ. Giày em không order nữa rồi. Giày em không, em ngừng bán thôi các chị nhá. Giày thì khi nào em về sẵn thì có thể là khách hủy ấy. Thế các chị đặt lại sau rồi, còn bây giờ thì em sẽ không nhận nữa rồi. Được chưa ạ? Ồ, này bắt đầu thở. Có nhà bác nào gần Tân Mai không sang live stream mặc mẫu cho em cái. Cho em nghỉ tí nhá. Ôi trời.
chị hâm, hâm nước à. Váy len vừa giờ à? Váy len đấy là áo chị ơi, áo. Áo. Hôm nay mày có cơ hội diện cái giày này cho nó hợp này nhờ. Bộ này mà về mà hôm trước thì thôi, giày này còn bán được nhiều hơn nữa. Qua order mà hơn 100 đôi. Thế thật sự áo hot girl còn màu gì em á? Áo hot girl có 3 tông màu. Áo này người ta nhờ em thanh lý nhá, 149.000 nhá. Không phải rẻ mà bán hạ giá đều đâu. Các chị nhận hàng bóc hàng ra kiểm tra hàng cho em nhá. Cái này nhá, em nhắc lại này, nó là lếp gấp thôi, kiểu là Trung Quốc nó gập ấy, nó gập là nó không không để ý là nó sẽ gập như này này. Thì nó sẽ thành nếp gấp thì về nhà các chị đùi bàn là chỉ cần một lần thôi thì nó sẽ thẳng thôi. Còn trên livestream gọi là nhà em rất là thực tế, hàng thế nào thì em bóc hàng ra cho các chị, em treo luôn trên mẫu, em không biết ủi là gì đâu. Đấy, em không biết ủi biết là để cho nó phẳng phiu cái áo đâu, để làm gì, để cho mọi người nhìn nó thực tế nhất có thể. Này là 149, em có màu xanh này. Màu này các chị gọi cho em là màu màu hồng này. Màu hồng này. Hồng này ở bên trong livestream nó hơi xấu ấy, hồng này ở bên ngoài nó sẽ hơi xinh hơn nhá. Hồng và màu lâu. Hồng lâu và xanh, có lẽ em phải bán đến phải 4-500 chiếc rồi. Khi mà cái thời điểm mà hôm trước em bán sale được 189 ấy, từ đầu em bán là 249. Nhân viên nhiều như vậy không cho mặc. Nhân viên thì không phải bạn nào cũng vừa, ví dụ như bạn này thì rất là cao, bạn này 1m7 cơ, mặc vào có cho mặc cọc hỡn ra không bán được. Bạn này cao 1m7 mặc cái gì cũng cọc thì làm sao mà like được đó chị ơi. Còn những bạn khác thì các bạn chỉ làm ban ngày thôi, buổi tối các bạn còn gia đình các bạn ấy nữa chứ. Em qua mẫu nha. Đẹp quá, mọi người cho bộ này nhìn nhờ. Tiếp này, váy đi. À váy lên này đi. Đây. Tại vì sao em còn cái váy này? Đây chính là thủ phạm đây. Thủ phạm đây nhá. Em về, em đã bảo là váy này em có nhiều rồi. Xong là cuối cùng là ghi số lượng ít, xong cuối cùng hôm sau báo các chị hết. Thôi hôm trước bao nào mà nhân viên này em báo hết thì các chị đặt lại cho em nhá. 149.000 đồng cho một cái váy. Váy này rất là hời, khuyên chân nhà các chị nên mua. Nó không khác gì cái váy này. Váy này em vẫn bán là 240.000 đồng. Váy này em bộ em mặc là 199.000 thôi chị ơi. Váy này em bán là 240.000 đồng. Và em có những cái đợt em hứa danh dự các chị là em đi hỏi xí là 250 để em bù cái màu vàng và màu xanh ấy, hai cái màu đấy hot girl người ta chụp nhiều nên là bị hot, nên là đâm ra em bị thiếu hai màu đấy. Thì em hỏi người ta xỉ là 250.000. Thế nên là 240.000 cái váy này còn chẳng đắt luôn. Váy này thì người ta còn duy nhất màu be này thôi. Người ta bị ế màu be này, nói thẳng là người ta bị ế màu be này. Còn những màu khác thì vẫn đắt hàng. Đâm ra là người ta sale cho em, người ta nhờ em sale xả cái áo, cái này lỗ này. Giống như em đấy, như cái áo len ép đấy. Em bị màu gì nhỉ? Màu hồng nhạt thì em không bán được màu hồng nhạt này, em phải xả lỗ đi. Còn những màu khác thì em vẫn bán giá khác đấy, kiểu nó như thế. Tâm lý các chị là màu be này các chị sợ mặc là nó sẽ bị bẩn, nên các chị không thường các chị không mua màu be, đâm ra ế màu be. 149.000 đồng. Sóc da em không bán đâu, em không bán sóc da. Em mặc cho chị cái váy này nhá. Đây váy này là hôm trước em bán hết rồi đấy. Đây là tại vì nhân viên là nghĩ là ít, thế là bạn ấy ghi số lượng. Em mang trên này có 20 chiếc thôi, tại vì hàng về nhiều. Nhưng mà em chỉ mang trên này 20 chiếc thôi, chứ để làm sao mà mang hết ở dưới kho lên được. Bạn này cứ nghĩ là có 20 chiếc thôi, là những chị gái còn lại sau là các bạn ấy không gọi điện chốt đơn mới báo các chị hết hàng đấy. Đấy thì hôm trước bác nào mà chưa có chốt lại cho em. Em nhắc lại này, bộ em mặc là có 3 màu, quần đâu. Bộ em mặc có 3 màu nhá. Màu em mặc các chị ghi em là màu không có đen. Mà bình thường có đen nhưng mà đen sẽ bán là 240, duy nhất màu này mới bán là 149 các chị nhá. Em có màu đen này, màu này các chị ghi là màu xanh và màu này các chị gọi cho em là màu lâu, đen xanh nâu. Hai dây em đang mặc bên trong, hẹn các chị sang tuần nhá. Sang tuần sẽ về rêu trắng đen. Và ghi 49.000 thôi, mặc mắc phê, không phải mặc cái gì bên trong, có cái đệm mút bên trong rồi. Em chẳng mặc một cái gì bên trong, em cứ chui áo này vào em livestream các chị thôi. Đợi em sang tuần nhá, 49.000. Váy đã nhá, váy này đã đi nào. Không còn bộ, hôm nay không có bộ. Chỉ có mỗi bộ này thôi chị ơi.
ghi là váy cổ xẻ kèm số điện thoại 149.000, chỗ này còn bao nhiêu con nữa. Váy V, B à, thôi các chị ghi là váy cổ xẻ đi. Đẹp chưa? Màu B này đẹp mà, mặc này cho em là mix với cái áo dạ siêu hot này nhà em nữa. Áo này 4 size F, à em xin lỗi MLXN. Thường tâm lý các chị này, vất ra hộ chị. Đây chỗ này còn bao nhiêu, vất ra lốt này. Thường tâm lý các chị là sợ mặc cái váy này bên trong màu be, thường là mặc màu be sẽ sợ bẩn, thì đâm ra là ế thôi. Chứ thực sự là mặc màu be lên mà phối với những cái áo màu trắng, à màu đen bên ngoài ấy, đẹp lắm. Không lo là lấy đâu ạ, không lo là bị xấu đâu, không lo bị dìm da đâu. Đây được chưa? Các chị mặc váy này xong rồi phối với cái áo dạ này cho em này, để quàng vai cho em rất là đẹp. Cổ xẻ kèm số điện thoại 149. Những màu khác nó sẽ có màu xanh này, màu đen này, màu vàng, màu lâu em vẫn bán là 240.000. Duy nhất màu này 149.000. Ấy nếu như mà ừ đúng rồi, không sợ bẩn mà sợ béo, đúng rồi đấy. Đúng rồi, tâm lý của chị là sợ kiểu là bị lộ. Đây các chị có đây, được chưa? Ấy mặc này cho em này, xong phối đồ này cho em bên ngoài này, vẫn ok la luôn. Màu be rất là dễ phối đồ. Màu be dễ phối đồ cực, nhưng mà tâm lý kiểu là các chị sợ ấy, thế nên là các chị không mua rồi. Chứ thường là trên livestream em sẽ mặc màu be. Màu be nó phối với những màu khác, màu nào cũng được. Đây em đi các chị thêm một cái đôi giày, em đi cho các chị thêm một đôi sục. Mấy hôm nữa các chị đợi em, mấy hôm nữa em sẽ về sục nhá. Sục gần giống kiểu này thôi. Đây set đồ này được chưa các chị ơi, nhẹ nhàng chưa, chất đẹp lắm. Đây Hương đứng kéo đi, em kéo, em test các chị chất nhá. Em kéo, kéo mạnh vào. Được chưa các chị ơi, em test các chị chất này, chất vẫn đẹp như thế. Đây được chưa, chất vẫn rất là đẹp. 149.000 em hứa danh dự mà khi mà em bán cái váy này cho các chị với giá là 240.000, những màu khác em còn không nhập được 200.000 cơ, chứ nói chi là bán với giá là 149.000. chị Hồ Thu Thủy lên số cho em đi. Chất bộ gấu giống bộ Mickey, đúng rồi, giống cái bộ Mickey hôm trước nhà em bán đấy. Thế là còn bao nhiêu con? Đây các chị ơi, 10 chiếc rồi này, lặng rất là cầm, nặng tay luôn cho em này. Chỗ này còn 30 con nữa này. Đấy, còn trên đây nữa này. Đây, dày lắm, lặng lắm các chị nhá. 149.000, áo dạ đấy là 259.000, 4 size ML, à em xin lỗi, ML, XN và 2XN. Hôm trước em về chỉ có đến size XN thôi, nhưng mà lâu này em về các chị đến 2XN nhá. Hàng nhà em là hàng trần trám bên trong. Đây các chị nhá, áo dạ này nhà em là hàng trần trán này. Đây nhá, áo dạ này của em là hàng trần trán này. Còn loại này là hàng loại 2, không trần trán. Nó chênh nhau mấy tệ đấy, tính ra tiền Việt cũng phải mười mấy nghìn đấy, không ít đâu đó chị ơi. Nhá. Trên Shopee bán áo này là 319.000 đồng, hàng không trần trán luôn. Hàng loại 2 mà 319.000 đồng rồi. Các chị sợ em bán đắt chụp luôn. Đây em giờ các chị này, chụp. Đấy, lên Shopee xem người ta bán bao tiền nhá. Vé nó mà còn duy nhất màu này thôi. Có những màu khác thì sẽ là 240.000. Đây màu này, màu lâu hết rồi em. Hiện tại màu này là 240. Màu này là 240.000, còn màu em mặc là 149.000. Lây chị nhận được váy 148 với quần chip đẹp lắm luôn. Hàng nhà Nhung không bao giờ thất vọng bao giờ. Em cảm ơn chị Hương Bùi nhá. Cho em ghim cái bình luận mới và cho là mới mẻ. 60 cân vừa thoải mái, không vừa em cho chị hoàn hàng nhá chị chú cuội. Được chưa ạ? Bộ đây nhá, đến giờ phút này mọi người vẫn chưa thoát khỏi cái bộ này luôn à. Ghi của em là bộ gấu kèm màu kèm số điện thoại, có size luôn. Em đang treo trên mắt là size S nhá chị nhá. Bộ gấu là kèm màu kèm set đồ đấy, kèm màu kèm số điện thoại, kèm màu kèm size kèm số điện thoại. Em có màu xanh này, màu này các chị ghi quen là màu lâu này, đẹp chưa, chất tâm này, màu lâu này, và màu này các chị ghi quen là màu đen, 199.000 đồng. Còn không, đây riêng bộ này còn không lãi bằng cái váy đang mặc bán 149 cơ ơi. Eo cái bộ này bèo ơi là bèo luôn ấy, thề bèo lắm ấy, đáng nhẽ phải bán là 205.000. Ai đời lãi được cái bộ này không nổi 15.000.
Không nổi 15.000 luôn các chị đẹp ơi. Bộ này thật sự là bán lấy số lượng luôn đấy. Trải nghe em này bán 205. 205 thì nghe đầu 2 các chị không muốn mua. Phải nghe đầu 1 các chị muốn mua cơ. Thế nào em mới quyết định là em bán là 199 đấy. Cái gì nữa nhở? Áo dạ đen vừa mặc xong bán bao nhiêu rồi? Vẫn mặc thử là sao? Vừa mới mặc xong rồi. Váy này nhá, váy này tương tự như váy em mặc cũng là váy này. Váy này cũng rất là hời và rẻ luôn. Hình gấu có bong không à? Cái này thì em không dám chắc bởi vì em không giặt bao giờ. Em chưa mặc bao giờ, em không trả lời được đâu. Đây, hiện tại em vò thì ok nhá. Đây, đây các nhá. Đây này, hiện tại em vò thì không sao cả. Còn cái này phải giặt một thời, mặc một thời gian cơ. Nhưng mà cái những cái hình này này nó cũng hên xui lắm. Em không trả lời trước được điều gì đâu. Em không khẳng định các chị một điều gì hết luôn. Cân là rộng đấy chị đừng mua. Váy này rẻ nữa này. Váy này có 135.000 thôi. Thôi mua cố cũng được. 138 á. À, váy này có 138 thôi. Còn có chỗ này. Váy này thì còn có hơn chục con thôi. Không còn nhiều. Váy này thì là người ta cũng nhờ em thanh lý thôi. Tại vì cái màu này các chị không mua. Các chị chỉ mua những cái màu này thôi. Em cần một chị 3 màu này. 3 màu này thì em vẫn bán là 190.000. 3 màu này em vẫn bán là 190. Duy nhất màu này em bán các chị là 138.000. Ghiêu em là váy này là ghiêu là váy len 138. Cổ của nó cổ 5 phân. Rất là ấm luôn nhá. Váy len này là các chị ghiêu là váy len. Ủa ơi. Dày thế. Bà nào thả phấn nộ đấy. Dầu xin phấn nộ đâu mà thả phấn nộ ấy. Cho em xin nút thả tim nè. 400 chị gái cho em xin nút thả tim thả like cho nó tương tác lên cái nào. Cho em xin nút thả tin thả like đi các chị đẹp nhá. Váy này là 138.000. Còn những màu còn lại vẫn bán 190. Ghi là váy len 138. Còn váy len này các chị ghi em là váy 3 phân 190.000 đồng. Các chị cũng mặc lại cho em này. Thăm mặc với áo dạ bên ngoài. Dạ kém vừa like cho em rồi. Các chị vào muộn này. Đây các chị mặc váy này bên trong. Thăm mặc với dạ kẻ bên ngoài. May ơn rồi hôm nay có con dạ kẻ này để mặc bán cổ đồ các chị. Như hôm trước là kiểu là em like xong một lúc rồi em mệt rồi em tắt like, cuối cùng các chị toàn hủy đơn thôi. Kiểu là mua một chiếc các chị không bỏ, các chị phải mua hai chiếc cơ. Đấy lên các chị mặc lại cho em này, xong các chị kết hợp thêm cái áo này cho em ok chưa? Được chưa? Sang chảnh cực kỳ luôn. Kia là váy len 138, chất nó rất là đẹp, em kéo chị gái. Đây, em cho các bạn này. Các chị nhận hàng làm sao bóc hàng ra kiểm tra hàng trước khi anh toán và có thể có quyền các chị kéo cái chất len này cho em test thử xem là hàng mặc nó có bị rão giết các thứ không. 138.000 thì cũng là tiền của các chị đúng không? Các chị có quyền kiểm tra hàng và đúng chất lượng như trên livestream các chị hãng nhận hàng kéo hàng thoải mái. Nếu như các chị kéo mà nó bị rão thì cho các chị hoàn hàng luôn, được chưa? Nên là váy len 138 nhá. Đấy, mặc với cái áo dạ này cho em, đỉnh của chóp em đang mặc size M, 4 size M, L, XL và 2XL. Em về đây có thấp xuống rồi không nhỉ? Ngủ đây. Đợi em tí nhá, lại bắt đầu lên cơm nữa chị ạ. Vừa nhá chị ơi, nhà em có size đến 70cân cơ. Nó có size đến 2XL cơ. Em đang mặc size M nhá. 4 size S, M, L. Ê, ngồi này ok này. Đây các chị này, ngồi xinh chưa? Em đeo thêm các chị thêm cái túi xách này. Xin phép các chị ngồi một tí nhá. Đẹp quá. Này, set đồ này. Đấy, xinh kinh khủng luôn. 138.000, áo bên ngoài là 259. Hàng tàu bên trong. Cái này là trần chám nhá. Trần chám cho em này. 4 size M, L, XL, 2XL. Ghi em là áo dạ kẻ 259, váy bên trong 138. Tiếp này em qua mẫu này. Cái này đúng không ạ? Cái này các chị ghi là Carian kẻ 135 à? Cái này là 135.000, con này em mặc đầu live stream rồi. Mấy cái này em bán hết đầu live stream rồi, tí các chị có thể tua lại live stream nhá. Áo đen cạnh áo trắng này đúng không? Hay là cái nào? Hoặc các chị không mix với kiểu như nó mặc nhá. Không thích mix với áo dạ. Hoang lông em hết hàng rồi.
Em cảm ơn chị Hà Lan Anh nhá. Đây, các chị không thích mic kiểu đấy, thích mic nhẹ nhàng. Đây, mic với cái áo này này. Áo này có 138, áo này à 135 chứ. Áo này em cũng ôm được sale đấy, ôm được thanh lý đấy. Người ta còn có 30 mấy con người ta sale rẻ cho em thôi. Mic này cho em cũng được này. Đấy, mặc cái váy thần thánh này bên trong và mặc với cái áo này bên ngoài. Thế nhẹ nhàng không? 135, 138 em nói thật. Bình thường xỉ con này đã là 210 rồi. Em bán lẻ các chị ít nhất cũng phải 230 hoặc là 225. Ít nhất cũng phải được 15-20 nghìn trong một cái váy. Ấy, các chị bây giờ các chị mua cả hai cái này mới bằng gần một cái váy bình thường em bán ra, tội gì không mua đúng không ạ? Tội gì không mua mà mặc đây các chị này. Được chưa? Nhẹ nhàng sương sương. Mẫu này các chị là cardigan kẻ 135, cardigan kẻ 135 nhá. Đấy, lấy cái cổ này thôi cho nó ấm các chị ạ. Hết váy len 138 rồi, hết nhá. À đây, hoặc là các chị có thể mix này này, xong là mix với ghi lê này. Nói chung là những cái váy trơn này các chị mix nhiều đồ lắm. Nếu như tâm lý sợ mặc cái váy này bẩn bên trong ấy, hoặc là mặc sợ béo ấy, thì mix mặc bên trong xong mặc cái béo, mặc cái áo bên ngoài này. Cardigan dáng dài thì hiện tại em đang hết hàng nhá. Đây, hoặc là mix với ghi lê cho em này. Mix với ghi lê cho em ok này. Đây, được chưa? Lấy cái cổ này này, mix với ghi lê cho em rất là đẹp luôn. Sơ mi lai rồi 85.000 nhá chị nhá. Về vấn đề size, ba nhân viên nhà em gọi lại tư vấn cân nặng chốt size đó chị nhá. Nhiều comment lắm nên là bây giờ em không tư vấn được cho các chị size số đâu. Mai các bạn sẽ gọi lại tư vấn cân nặng chốt size. Còn mẫu này các chị ghi của em là ghi lê. Chán. Lấy cho chị váy hoa đi, chuẩn bị like váy hoa đi em ơi. Ghi lê chám nhé, em có màu này các chị ghi là màu cam này. Và ghi lê chám em có màu này các chị ghi là màu xanh này, 158.000 đồng. Đấy, cái ghi lê này thì nó cũng bình thường thôi, nó có cái gì đâu. Được cái là màu nó đẹp, hot. Thì thế thôi chứ chất nó cũng bình thường. Nó không bằng cái váy len em đang mặc bên trong đâu. Nên em khuyên chân thành các chị lên đầu tư một cái váy này. Có 138.000 đồng thôi, được chưa ạ? Lên váy hoa ấy nhá, váy hoa để các chị diện mặc Tết cho em này. Hoặc là thời tiết này các chị diện vẫn ok. Lâu lắm rồi em không có bán váy hoa. Bình thường mọi năm em hay chạy mấy cái kiểu này lắm. Lâu lắm rồi em không có chạy. Đầm nem ngắn tay em còn, còn nhưng mà tùy mẫu thôi. Tùy màu thôi các chị ơi. Ôi cái hai dây này mà hôm nay mà có hàng thì bán kèm được nhiều lắm ấy. Tí nhờ. Kèm nhờ. Hai giây các chị đợi em nhá, sang tuần về các chị có 49.000 rồi, phê tin nhiên được ấy. À, sơ mi trắng còn, còn nhá chị ơi, sơ mi trắng 85.000 đây, từ em lên váy này đã. Trước nhà em hay bán cái kiểu bánh bèo này lắm, nhưng mà năm nay thì em ít chạy mấy cái kiểu này này. Tại vì toàn mẫu cũ năm ngoái bán rồi thôi. Những cái dòng này thì các chị có thể năm sau nữa em cũng thể thấy em bán các chị ạ. Chứ không phải là mỗi năm nay đâu. Những cái dòng chấm bi hay hoa hết các thứ, năm nào cứ cuối năm là chạy cái váy này thôi. Mẫu này là năm nay là váy mới, còn những cái dòng khác thì toàn mẫu cũ thôi, em không chạy lại đấy. Đây, các chị gái này, váy này thì bầu ví bon chen thoải mái, 60-70 cân vẫn vừa luôn. Dáng của nó ở phần trên nó hơi bồng, hơi tiểu thư một chút này. Ở phần dưới nó sẽ xòe này, thấy chưa, nó sẽ xòe này. Váy này em chốt tại livestream với giá là 199.000 đồng. Các chị ghi hộ em là váy hoa, váy hoa kèm số loại. Váy hoa kèm số loại, em chốt tại livestream với giá là 199. Ghi lê chám là 158.000 đồng nhá. Hoa cam, à đấy có cardigan đây. Đấy các chị không nhắc em quên mất đây. Con này em chốt tại livestream với giá là 199.000. Cái này chất len nó khô, nó không được, nói chung là nó không được đẹp lắm đâu ạ. Em nhập nó khá là cao nhưng em bán giá sale luôn. Nó không giống như cái gì, những cái gì mà em hy vọng thật sự. Nên em bán giá sale luôn. Chất len nó hơi khô so với cái suy nghĩ của em cứ nghĩ nó là chất len lông thỏ. Cái này là chất len nó không bị dặm đâu. Nó vẫn là chất len bình thường mà em livestream cơ, nhiều em cứ nghĩ là với cái giá này thì sẽ là chất len lông thỏ, có nên em theo lỗ luôn nhá. Bộ lì gấu em vừa là bộ lì đấy, không phải bộ lì đâu, đấy là bộ tăm nhá. Đó là lấy váy hoa, chỗ này là váy hoa 199, các chị có thể mặc váy này bên trong này. Xong kết hợp cho em cái cardia này, màu hoa này thì màu be phối với màu cam.
Túi bán không chị à? Túi chị còn mỗi một cái đấy để đeo thôi. Hôm trước bán hết rồi. Xanh rêu sau lưng bao tiền. Túi này em có ghi là túi hộp 199 nhá. Mai còn thì gọi nhá. Hết thì thôi. Xanh rêu sau lưng bao tiền em mua? Là cái gì? 190 chị ơi. Tầm đấy là 190 nhá. Váy này các chị là váy len 3 phân. Nó giống như y hệt như cái con váy len mà em bán 149 này. Y hệt như thế. Váy này các chị là váy len 3 phân nhá. Chất nó y hệt như thế nhưng cái màu đẹp đấy các chị ơi. Đấy có thể diện váy này bên trong không kết hợp cardigan. Mẫu này các chị ghi cho em là cardigan chữ đi. Hay là cardigan đi. Đây là hot girl Hương Giang Nguyễn Mặc này các chị ơi. Hot girl Hương Giang Nguyễn Mặc này. Hai bên của nó có túi nhá. Con này em chốt tại livestream với giá là 199. Váy 199 và áo bên ngoài là 199.000. Áo len bèo sau lưng là 149 chị ạ. Váy hoa nó mặc 1m63 thì chắc tầm ngang đầu gối chị ơi. Đây nhá, ngồi rất là xinh này. Các chị nhìn này, dáng xinh chưa? Hai tông màu các chị gái lựa chọn. Ghi cho chị cái màu của cardigan cái. Áo váy nó mặc bên trong là 199. Ghi là váy hoa đi các chị ơi. Còn cardigan này các chị ghi hộ em là cardigan chữ. Em có màu này các chị ghi là màu cam. Và màu này các chị ghi là màu be. Giá này của em là giá sale đấy. Chị ôm được đâu. Cardigan em mặc hai màu nhá. Màu em mặc trên người là màu be và màu này các chị ghi của em là màu cam nhá. Giá này là giá sale ấy, giá gọi là giá thanh lý đấy. Chứ để mà bán em phải bán là 225.000 cơ ạ. Thật sự giá thanh lý luôn đấy. Em về thử xem form chất thôi, cũng không có nhiều, mỗi màu em về thử có 10 con thôi, xem form chất nhá. Các chị có thể mua này, các chị phối cả đồ cho em luôn, rất là xinh luôn. Màu be các chị phối với màu cam nó sẽ hợp. Có bác nào lấy set đồ này nữa không? Là em qua mẫu này. Đây các chị ngắm kỹ hộ em một lần nữa. Bác nào lấy không? Em mặc xong là em sẽ không chui vào nữa nhá. Còn đai để phối váy không còn nhá chị ơi. Hôm nay thì em chỉ còn hai loại, ba loại đai này thôi. Đai này các chị ghi là đai mới này. Đai mới 49.000 này. Đai này các chị ghi em là đai đai nhung này. À đai này đúng rồi, đai này các chị là đai nhung. Đai nhung này rất là đẹp nhá, lâu lắm rồi em không bán nhá, nhưng mà thực tế là đeo vào nó rất là đẹp. Đây các chị có thể cài này cho em này. Đai nhung nhá. Và đai này các chị ghi là đai xích. Đai xích cũng là 49.000. Tất cả dòng đai thì em là đồng giá 49.000. Bán kèm với số lượng lần lãi thôi. Bán kèm với số lượng lần lãi thôi nhá. Váy hoa em mặc trên người là 199 và cardigan bên ngoài cũng là 199. Cardigan chữ kèm màu kèm số lại 199 nhá. Em qua mẫu này. Áo hồng kém hết hàng à? Nếu mã nào mà hết hàng không về được đưa đến xem nhé. E40 về đen rồi đấy em. Lên váy len ngắn tay đi, lên váy len tăm điểm lắm á. Váy này em có 3 tông màu các chị gái lựa chọn. Chốt tại livestream với giá là 149.000 đồng. Các chị ghi em là váy tăm nhá. Em có màu be này, em có màu be, em có màu đen và em có màu lâu. Váy hoa free size nhá chị nhá. Váy này thì bầu bí quan cho em thoải mái, 60-70 cân là ok. Các chị đừng nghĩ là váy len nắm tay thì thời tiết này các chị không diện được nhá. Cứ mix với cái áo này thần thánh cho em này. Em không để lên trên đấy đâu. Cứ mix với cái áo thần thánh này cho em này. Mặc trời nóng, thời tiết như hôm nay thì trời nó rất là nắng. Cái áo chị mặc váy ngắn tay bên trong cho em cũng ok. Đúng không ạ? Thời tiết như hôm nay trời rất là nóng, các chị mặc váy ngắn tay cho em xong là các chị đi ra ngoài đường, các chị khoác những cái áo dạ này bên ngoài cho em này. Đấy, mấy cái áo dạ này bên ngoài cho em. Váy ngắn tay là gọi là cái váy gọi là rất là tiện. Lạnh.
Lạnh thì các chị khoác áo bên ngoài, nóng thì các chị cởi da cho em. Được chưa ạ? Da tết các chị diện nào, váy này vẫn vừa. Váy ngăn tay em hết bộ rồi ạ. Váy ngăn tay em có 3 tông màu, em có màu be, em có màu lâu và em có màu đen. 149.000, mã của nó váy len tăm. 149.000 nhá. Đây các chị mặc này cho em này, mix này cho em nhá. Mặc này xong mix này cho em này. Rất là ok nhá, được chưa ạ? Còn áo dạ nó mặc trên người là 259.000 đồng. Thế này mẫu này tương tự như thế nhá. Váy ngắn tay thì hiện tại hôm nay nhà em chỉ có 2 màu thôi. Tại vì sao bán được rẻ thế, bởi vì là cuối năm rồi, trời lạnh nên là các chị sẽ không mua nhiều ngắn tay mà các chị sẽ chuyển sang bán dài tay. Đây váy vừa dơ có bán chị ơi, đồng giá 49.000 mà. Áo len tay len em không có ạ. Đai 49.000 nhá, em nhắc lại một lần nữa này. Mẫu này các chị ghi là đai mới này 49.000. Mẫu này các chị là đai nhung 49.000 và mẫu này các chị ghi là đai xích 49.000. Đây kể cả váy này các chị thắt đai vào cho em rất là đẹp. Váy này các chị thắt đai vào cho em rất đẹp này. Đấy, các chị thắt đai vào cho em cho nó có điểm nhấn nhá. Lười em không không đeo cái đai thôi. Đây này. Đấy, bình thường các chị thắt đai vào cho em ok. Áo dạ có size cho em ơi. 4 size MLXL và 2XL. Váy xòe nhung em hết hàng rồi, trên mắt không còn là hết hàng. Hàng em hết nhanh lắm ạ, nên các chị thích phải chốt nhanh nhá. Váy thì em chưa bao giờ, hình như là chưa bao giờ em phải xả hay sao ấy. Đúng rồi, váy chưa bao giờ phải xả đâu. Vì năm nay mùa váy, nói chung là váy năm nay rất là hiếm. Váy này em cũng ôm được thanh lý này. Hôm trước là có màu be và màu vàng. Bên đầu buông người ta còn mỗi màu vàng, người ta thanh lý nốt cho em nhá. Bình thường nó có 5 màu, nó có lâu, be, đen, vàng và lâu, be sáng, be tối, đen, vàng nhá. Hiện tại hôm trước là em có cả be nữa, nhưng hết sạch be rồi, không còn nữa đâu ạ. Còn lại em chốt tại livestream với giá là 128.000, còn duy nhất màu vàng. Váy này em bán gọi là số lượng phải đầu nghìn rồi chứ không phải đầu trăm nữa. Đơn giản, dễ mặc và váy này là năm nay là năm thứ 3 em bán rồi. Từ khi mà em bắt đầu em bán hàng, em đã bán cái váy này rồi. Từ khi mà em bán hàng em đã bắt đầu bán cái váy này rồi nhá chị nhá, chứ không phải năm đầu tiên nữa đâu. Cái váy này đúng là cái váy thần thánh này. Hôm trước bảo là vất cái màu be ra để mà mặc, cuối cùng là không có cơ hội luôn. Thiếu hàng của khách lại phải cuối cùng vất ra. Đang mong chờ một cái màu be, thật sự thật lòng em đang mong chờ một cái váy này màu be bị bom về để mặc đấy các chị ơi. Đây nhá, tại vì trong tủ đồ em lại có vàng rồi cơ ấy. Đây, màu bí bon chen thoải mái, chắc không đẹp các chị, hoàn hảo. 128.000 đồng. Yêu em là váy ngắn tay vàng, hàng thanh lý, hàng sale nhá. Đấy, chảy ra lại mic đi. Mic lại cái áo dạ, mic áo dạ quá nhiều rồi, thật sự quá nhiều. Đây các chị nhá, 128 mic với cardigan đi. Không phải cài cúc đâu ạ. Mic về cái cardigan, váy nó mặc có 128 thôi, rẻ hơn cả một cái váy hàng Việt Nam cắt luôn. Đúng không ạ? Rẻ hơn cả một cái váy hàng Việt Nam cắt luôn. Váy một cái váy hàng Việt Nam cắt đã hơn 100.000 rồi. Mùa hè sương sương 106-107 rồi cho một cái váy len à, đây là cho một cái váy hàng Việt Nam cắt rồi. Một cái váy len hàng Quảng Châu 128.000 đồng. Rồi nhá chị Trần Lê, bên em không cần đọc tên đâu. Cứ comment mã kèm số điện thoại là sẽ chốt đơn nhá. Vấn đề mai các chị có nghe điện thoại không ấy. Đây, hoặc là các chị mix với cardigan này. Nhẹ nhàng sương sương này thôi. Đấy, bác nào mà thích yêu thích phong cách nhẹ nhàng quất cho em set đồ này. Vàng thì sẽ phối với màu be. Cardigan đang mặc bên ngoài các chị là cardigan chữ xả 199.000, hai tông màu be và vàng. Em đưa hộ chị cái bộ len bộ tâm chị dơ lại cho mọi người. Bộ này các chị ghi là bộ tâm này. Bộ em xin lỗi, bộ này là bộ gấu nhá. Bộ gấu em dơ gần cho các chị xem nhé. Các chị có nhìn rõ chất không? Em dơ gần cho các chị xem màu gấu đi. Màu xanh thì các chị không nhìn rõ chất đâu nhá. Em dơ gần cho các chị xem màu gấu này. Váy vàng này có bị tối da không? Da không trắng trắng lắm à? Thế thôi chị ạ. Thế thôi. Vàng này thì cũng là kiểu vàng. Vàng này cũng không phải là vàng ấy đâu, không phải vàng vàng đậm lắm đâu, vàng gọi là cũng không phải vàng chanh đâu, nó nằm giữa hai cái vàng đấy đấy. Nhưng mà để cho an toàn thì thôi.
Cái em đang mặc còn duy nhất một màu thôi. Hôm trước thì có hai màu, các chị càng phân vân. Cái này em không bao giờ biết xả là gì đâu. Các chị cứ phân vân, hôm sau còn cũng không còn cả vàng nữa đâu. Vàng cũng hết rồi, vàng còn có vài chiếc ấy chứ. Vàng còn có vài chiếc nhỉ. Đây nhá, bộ này các chị ghi là bộ bộ gấu kèm màu kèm số điện thoại. Em có màu lâu, em có màu xanh và em có màu đen. 199.000. Phong cân nặng là 40 đến tầm 68 cân mặc vừa, và em có hai size SM 40 đến 68 cân. 199 nhá. Giá này em còn không lãi bằng một cái váy em mặc bán trong người 128 đâu, không lãi nổi 15.000 một cái bộ này của các chị đâu. Dự em định bán là hai, nếu để mà bán em phải bán là 205.000 đấy ạ. Nhưng mà em chắc chắn là với một cái bộ bình thường em bán có hơn 100.000, bây giờ bán hơn 200.000 không ai mua. Bởi vì bán rẻ quen rồi. Thế nên là em phải bán với giá 199 chạy số lượng thôi. Đó chưa? Ghi là bộ gấu, mặc lên siêu đẹp, tí các chị có thể tua lại livestream hoặc là cuối livestream sẽ mặc lại. Áo đã mặc là có hai tông màu chứ, em có màu be và em có màu cam. Cardian em mặc các chị ghi là cardian xả 199 nhá. Cardian chữ xả 199. Ôi, chưa lai lủi 2 tiếng mà bắt đầu thở như kiểu nào. Các chị thắc mắc gì để lại số điện thoại tư vấn, mai nhân viên nhà em gọi lại tư vấn nhá. Chứ bây giờ tầm này em không tư vấn được đâu. Hôm nay nhận được áo len sát lách chất đanh mà đẹp rẻ, em cảm ơn chị Trần Oanh nhá. Còn lên áo, quên mất không lên áo nữa chị đi. Hết váy rồi đúng không? Còn váy gì nữa không? Váy lên 3 phân đi. Không biết còn nhiều không nhỉ? Còn vàng ấy, đây chị vàng. Không, còn duy nhất màu vàng thôi chị ơi. Có màu nào thì em sẽ báo màu đấy, còn không có thì em chỉ báo một màu thôi. Váy này các chị ghi là váy 3 phân nhá, 190.000 đồng. Nó chất của nó giống y hệt như cái áo, như cái váy vừa lấy em bán 149 nhá, y hệt như thế. Nhưng mà cái màu này nó không bị kén da, nó không bị kén. Nó cao nhá, em nhập cao thì em phải bán cao thôi. Trời. Anh nếu em cái ghế kia đi, ngồi ghế này cho nó chuột lắm. Các chị đợi em một tí, em đau quá. Váy len 3 phân nhá, váy len 3 phân, 3 màu. Váy ngắn tay em đang mặc hết hàng rồi. Còn có vài chiếc thôi mà các chị nhìn thấy comment phải ít nhất 30 chị gái comment nha. Thôi con nhá, các chị cũng đừng chốt làm gì cả. Mãi bên em cũng không có hàng để bán ấy. Hết rồi, váy ngắn tay vàng em hết hàng nhá. Mẫu này các chị ghi là váy len 3 phân. Em có màu này các chị ghi là màu lâu này. À màu vàng chứ, màu vàng này. Màu này các chị ghi em là màu be này. Và màu sale này, màu này không kén nắm đâu chị này. Đợt trước em lấy màu này của nhà chị rồi này, da không trắng đâu, mặc lên tôn da lắm à. Thế là em cảm ơn chị, em cảm ơn chị Nguyễn Thảo nhá. Màu này mặc vẫn ok này đó chị ơi. Mẫu này em chốt. Cao 1m50 rồi em lùn lắm. Váy này các chị ghi là váy len 3 phân nhá, bảng màu đằng sau. Các chị thử đo em tí. Hôm trước chị lấy 3 váy này này, 3 màu lên xinh dã man, chất đẹp lắm này. Em cảm ơn chị Thu nhá, em cảm ơn chị Thu Hương này. Xa quá không nhìn rõ.
Chị ơi, chị có thấy em đang ngồi thở không? Cứ lên áo len để lên cá thứ. Em cũng muốn lên lắm chứ em cũng có muốn tụt view đâu các chị. Các chị thấy comment nhiều nhưng em không trả lời tại vì bây giờ em chưa lên được. Đợi em một tí ạ. Riêng là váy len 3 phân nhá. Be này, rêu và vàng. Đưa chị cái áo len kia các. E40 em ghi là E40 thôi. Không phông cái áo len ngay đầu này. Áo len dấu. Mẫu này các chị ghi là áo gấu ngồi. Em chốt tại livestream với giá là 190.000 đồng. Em có 3 màu nha. Anh bật cái em cái quạt đi xem nào. Em có 3 màu. Màu này các chị ghi là màu màu be này. Màu này các chị ghi là màu lâu. Và màu này các chị là màu đen 190.000 đồng. Chất của nó em cho gần nội chị cái máy vào đây quá. Em cảm ơn nhá. Tại nhà có nhiều nhân viên không thể bảo các bạn là nghỉ được. Không thể bảo được. Các bạn là em các em ơi nghỉ, chị mệt chị nghỉ không bảo được. Đợi em một tí. Đợi em một tí. Em lấy cho chị cái chân váy sao mix với cái quần đó. Hay là cái quần Nimbon. Em không có bộ ạ. Quần nhung bom chốt tại livestream với giá là 89.000 nhá. Các chị ơi mic này này, xong là mặc này cho em này. Áo dạ em hết hàng ạ. Thả một áo dạ. Đây nhá, các chị ơi mặc này xong rồi các chị mix với cái quần nhung bom cho em này. Quần nhung bom rất là xinh này. 89.000 đồng thôi. 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. Em có 3 size ML 40 đến 65 cân nhá. Đây. Sai gì đây? Áo đang mặc các chị ghi là áo gấu ngồi nhá, rất là đẹp luôn. 40 đến tầm 65 cân là mặc ok luôn cho em này. Ở quần này chắc rồi em không chui được luôn, tức bụng lắm. Thôi em cởi ra thôi các chị, đẹp với em dơ thôi nhá. Ba size ML 40 đến 65 cân. Quần nhung bom nhà em có 2 màu, em có màu này các chị ghi là màu đen này. Và màu này các chị ghi em là màu lâu ấy nhá, màu đen và màu lâu này. 3 hôm rồi. Đâu rồi chị có áo tay bồng be không? Nếu như mà có tay bồng be là đơn đấy bị thiếu tay bồng be, mấy hôm nay nhà em chưa về được hàng để bù khách ấy ạ. Cho em mấy phút nha, em không nói được nữa rồi. Thôi, đợi em một tí. Không nói được không? Giới thiệu mẫu này. Chị mặc em giới thiệu mẫu này.
Rồi là áo này là áo gấu ngồi này, có 3 màu. Mã hàng nhà em áo này là áo gấu ngồi gồm 3 màu, đấy là màu be sáng, màu nâu và màu đen nha các chị nhá. Không, mình mã hàng là mã gấu ngồi với giá là 190.000 ạ. Kết hợp cùng mấy quần nhung bom. Em có 3 size, đấy là S, M, L. Có 2 màu, đấy là màu đen và màu nâu nhá. Cái này của em là chất nhung rất là đẹp này. Em đưa gần các chị xem chất này. Đây. Chất len nhung này. Mặc rất là ấm. Thời tiết này thì nó hơi nóng một tí. Tới ngày không thở lồi nữa rồi. Ôi, vẫn còn 2 tháng nữa cơ các chị đẹp ơi. Bảo cố nhưng mà nghe chừng là không cố được rồi. Bạn em bảo bạn Lào lay thôi, à, nay thay thôi. Chắc là mai em phải thuê thôi, thuê bạn Lào live stream thôi. Em sẽ ngồi bên cạnh em nói thôi. Sorry, sorry các bác nhé, làm biết là mất thời gian rồi nhưng mà bây giờ thật sự em không muốn là tụt view đâu. Biết là từ nãy đến giờ ông tụt hết cả view rồi. Mà không thể nói được nữa rồi. 75 cân không vừa chị ạ. Như hôm trước cũng thế, cũng like được đến tầm này lại bắt đầu tắt tắt live stream đi, nhưng mà về sau làm sao? Giờ em không dám tắt bởi vì làm sao? Tắt đi các chị, hôm sau các chị toàn hủy đơn, các chị chọn một chiếc, các chị không chưa mua được hết này. Các chị phải mua 2-3 chiếc cơ, thế là các chị toàn hủy đơn. Gấu ngồi nhá, màu lâu cũng rất là đẹp. Em đưa cho chị màu lâu đi, màu lâu cũng rất là đẹp. Chủ yếu là em về màu lâu này, lâu đẹp lắm. Màu lâu đẹp này các chị ở đây. Em cảm ơn chị Thu Huyền nhá. Lâu đẹp chưa? Lâu đen và be nhá. Với cái giá này các chị yên tâm, cũng rất là rẻ so với thị trường. Toàn bộ con gấu là con gấu thêu trực tiếp ở trên áo rồi. 190.000 nhá. Hồi chị cái quần màu đen cái. Các chị ơi, giờ các chị thắc mắc cái gì thì lên số điện thoại cho em, chứ tầm này em không chịu, không lên được cái gì, lên cái gì hết cả. Các chị thắc mắc cái gì thì để lại số điện thoại. Mai nhân viên nhà em sẽ gọi lại tư vấn cho các chị cho nó dễ nhá. Nhá, để lại số điện thoại, mai nhân viên nhà em gọi lại tư vấn cân nặng cho các chị, à, tư vấn cho các chị nhá, hỏi cái gì cứ để lại số điện thoại. Nhá, mẫu này các chị ghi là áo gấu bèo. Nâu cái mặt cho nó tỉnh người đã các chị ạ. Yeah. 190.000 chị ơi, 190 nhá. Đấy, màu nào rất là xinh nhá. Tiếp này. Cho chị cái áo này đi. Yeah,
Quần nhung em mặc 89.000, quần này em chạy được nhiều lắm rồi đấy chị ơi. Mấy hôm nay toàn chạy quần này. Bây giờ chỉ có mỗi quần này là em có thể chui vừa thôi. Mỗi quần này em chui vừa nha. Em nhắc lại bằng màu áo đang mặc một lần nữa này. Áo gấu nhá, áo gấu ngồi em có màu này các chị view em là màu lâu này. Gấu ngồi em có màu này các chị là màu trắng. Và màu gấu ngồi em có màu đen, 190.000 nhá. Mẫu này các chị ghi hộ em là Mickey tay to. Con này em có 3 màu nhưng bây giờ em chỉ còn có 2 màu thôi. Con này thì có 159.000 thôi. Mẫu này các chị ghi là Mickey tay to nhá, 159.000. Em có màu này các chị ghi là màu đỏ dơ này thôi nhá, khỏi mặc nữa các chị nhá. Dơ này thôi. Hãy anh làm mẫu anh mặc cho em. Anh cho cái ghế đằng sau ra đi. Cho cái này vào. Đẹp chưa? 159.000. Em có màu này các chị ghi là màu đỏ này. Và màu này các chị là màu hồng. Con này rất là xinh. Sắp đến low end rồi. Sắp đến low end rồi là các chị tâm lý các chị thích màu đỏ rất là nhiều. Em bán được rất là nhiều màu đỏ. Có 159.000 thôi. Không mua mình mặc, mua cho con mình mặc cũng được. Mua tặng con mình. Sắp đến low end rồi các chị đẹp ạ. Đấy, mặc này xong là mix với chân váy rất là đẹp luôn. Chừa lần sau không uống nước nữa. Uống nước vào nó còn lấy hơn này. Đầy hơn, căng hơn. Đây đẹp chưa? Đỏ đẹp, đẹp này các chị này. Đẹp chưa? 159.000 thôi. 159 nhá. Đấy, mix với cái quần nhung cho em. Mix quần nhung cho em này. Quần nhung bom nhá, có cả lâu nữa đấy. Chị Thuận Phong ơi, cho em lại số đi. Các chị nhận hàng làm sao ạ? Bóc hàng ra kiểm tra hàng cho thanh toán lên các chị yên tâm. Cái nhung đỏ em còn nhưng mà không còn đủ size nhá. Em đang đợi đủ size về để em bán tiếp. Chị Hiểu Thúy Hoàng ơi, cho em số đi. Cho em số nhá. Đẹp quá, áo này đẹp nhỉ. Xem lại bộ gấu xanh đi Nhung à. Đợi em tí nhá, đây bộ gấu đây. Đây. Các chị đợi em một tí, em ngồi một lúc là em lại đỡ là em lại la được bình thường. Đây các chị này. Đấy, như em bụng bầu to vẫn ok luôn nhá. Số. Bộ này rất là đẹp. Tí nữa em sẽ mặc lại. Siêu phẩm đầu live stream 199.000, 2 size S, M 40 đến tầm 68 cân là mặc vừa. Như em vừa em mặc size S các chị nhá, như vừa em mặc size S nhá, vẫn vừa, vẫn ok luôn. Mà thậm chí là nhìn như là còn không bị lộ bụng đúng không các chị. Bác nào xem bộ này nhà em từ đầu live stream rồi các chị biết rồi, mặc lên thì siêu đẹp rồi nha. Bộ gấu 2-3 chất của nó chất tâm này. Em có màu này các chị là màu lâu, em có màu này xanh và màu này các chị ghi là màu đen nhá. 199.000 đồng. Tiếp này. Áo này, cái áo xanh kia đâu? Áo xanh vừa nãy này. Áo này thì em chốt tại live stream với giá là 219.000. Chất len thừng rất là dày và ấm nhưng nó về nó không đúng lúc. Đeo cái dạ, cái áo dạ lông hôm nọ chị mua đeo đai được không, là như nào ạ? Cái này em về không đúng lúc, đúng lúc trời nắng. Cái này thì hôm nào mà trời tầm lạnh ấy thì rất là đắt hàng, nhưng mà đúng lúc trời nắng nhá, 219.000 nó hơi cao một tí nên là em không bán. Mẫu này các chị ghi em là áo ghi em là mã này các chị ghi là con này thì dày lắm, trên live stream các chị nhìn rõ độ dày của nó này. Em sẽ mặc áo này lên nhá, áo này xinh này. Áo này chốt tại live stream với giá là 219.000. Mà thôi em dơ nhá, áo này thôi để hôm sau em bán. Chứ trời nóng này chắc là các chị cũng không muốn mua đâu. Nhưng em nói thật nhá, trời nóng lên em bán các chị là 2-30 chứ em không. À ngày kia rét rồi à, thế à em mặc các chị màu này đi. Thế thì mặc này. Thế thì thôi không bán 219. 219.000 đồng, giá này đúng là cái giá gọi là nóng lên đấy, cuối tháng ế ẩm đấy, thật sự luôn đấy. Chứ để mà bán em phải bán là 229 nhá. Mẫu này các chị ghi cho em là A16 đi, A16 kèm màu kèm số điện thoại nhá, A16. Đợi tí em sẽ mặc lại bộ gấu á chị luôn này, đẹp chưa? Phong to, phong rộng, phong dấu quần này. Đây thậm chí như em bầu này, mặc vào nó lại thành dáng suông. Đúng không ạ? Phong nó to quá chị ơi, phong to đẹp lắm này. Đấy mặc với chân váy thêm. Bắt đầu to cao thì mặc rất là đẹp. Có cái đỉnh với. Đây các chị gái này, đẹp chưa? Lại sắp rét đậm rồi. Ủa em đang mong rét ẩm lắm các chị đẹp ạ.
đúng là trời lạnh mà ế kinh khủng luôn ấy. À trời nóng một phát là ế kinh khủng luôn ấy. Áo dạ lon lông á, ý đeo đai được không á? Không, không đeo được đai đâu, bởi vì dạ đấy rất là dày, không đeo được đai. Đeo đai là không đẹp. Đeo đai và không đẹp đâu chị ạ. Đây nhá, phí tiền. Đấy, chị mặc với cái quần này cho em này, chân váy này cho em ok này. Đấy, được chưa ạ? Thì em lại áo A16, mấy hôm nữa lạnh xem, lại đi lùng sục cái con này nhanh. Hai cổ 3 phân này, dày ấm chưa? Các chị nhìn hộ em cái thớ vải này, phê chưa? Không phải tự dưng em bán 219.000 đâu. A16 nhá, em có màu này các chị em, màu be. Be sáng này. A16 em có màu này các chị yêu ơi, là màu xanh. Và A16 em có màu này các chị em, màu lâu. 219.000 đồng kết hợp với chân váy này, xong đi bốt rồi đỉnh của chóp luôn. Cuối live stream của em đơ đơ ấy chứ, em đơ đơ ấy. Thì em không ấy chứ, đi thì bốt nha, bình thường mà em gọi là suông suông, mặt dáng suông, ngon nghẻ vào ok ngay. Thật, áo này quá đẹp. Áo này quá đẹp các chị ơi, khuyên chân thành bác là mà cao to á, 50-60 cân ấy, 65 cân vẫn chơi được. Áo này nhá, 60 cân các chị mặc vào nó suông này, đây như em này, thả ra. Rồi có nhìn thấy bụng không? Không hề nhìn thấy bụng một tí nào luôn. À, bác nào mà bụng to á, thì mặc ok nhá. Được chưa? Em qua mẫu nhá. Em mặc lại bộ nhá. Em mặc lại bộ, mặc màu. Màu lâu nhá, mặc màu lâu đi. Màu nào rất là đẹp. Bốt hết rồi, không bán nữa rồi chị ạ. Nhận hàng nhà này đẹp rẻ lại muốn đăng hàng, đăng bán ý. Em cảm ơn chị Thủy Đỗ nhá. Em mặc lại bộ này cho các chị ngắm lại nhá. Siêu phẩm tối nay nhà em. Bác nào cũng không nên bỏ qua bộ này. Áo len 149. Đây à? Ừ, áo len 149.000 nhá các chị ơi. Áo này các chị ghi là áo hot girl 149.000. Em có màu này các chị, màu xanh. Xanh áo này thì hết rồi, bán hết đầu live stream rồi. Mai trừ trường hợp nào cứ live đi, kiểu gì cũng đầy đơn không nghe máy. Thật sự là đầu. Đây các chị này. Ok chưa? Này gọn người gọn dáng chưa? Đấy, quá xinh luôn, cho mày xa ra một tí đi anh. Bộ này các chị ghi là bộ. Bộ gấu này. 199.000 này. Em cảm ơn chị Thùy nhá. 199.000, 40 đến tầm 65 cân này, hai bên túi này, dáng rất là ok luôn. Đấy, bác nào mà cao to và cũng không bị lộ bụng mấy đâu. Em có màu này các chị ghi của em là màu lâu. Màu này các chị ghi của em là màu xanh và màu này các chị ghi của em là màu màu đen nhá. Thề danh dự các chị, bộ này em bán mang tiếng bán 299.000, còn không lãi bằng một cái áo sơ mi này bán các chị này. Không lãi bằng một cái sơ mi này bán 85.000 mà mọi người chốt như mưa luôn ấy, thật sự luôn ấy. Bán đúng là kèm số lượng làm lãi có sai nhá chị ơi, em đang mặc trên người là size S nhá. Em đang mặc trên người là size S. Hai size chứ, có hai size rồi, S M. M 40 đến tầm 65 cân, 65, 68 cân là mặc ok này. Tôi nghèo vì bà mất thôi. Hôm nay là hai mấy rồi, sắp lấy lương được rồi các chị ơi. Sắp lấy lương rồi, bác nào nghèo quá thì bảo em nhá. Em giữ hàng cho nào lấy lương trả em nhá. Bác nào lấy mẫu này các chị kia là bố. Bộ gấu nhá, bộ gấu này. Cái này thì em mặc nó hơi bị thít bụng. Thôi nha em để này thôi nhá. Sổ vô cái ghế thì nó chuột chuột. Ngồi ghế kia. Đấy, được chưa? Xinh chưa? Em có màu này các chị là màu lâu, em có màu xanh và màu đen, màu nào cũng đẹp hết rồi, em mặc full màu các chị rồi. Nếu các chị phân vân về màu ấy thì tí có thể tua lại livestream. Tí các chị tua lại livestream cho em nhá. Em mặc đủ màu rồi, các chị thích màu gì các chị xem màu đấy. 199.000 đồng. Đây các chị ngắm kỹ một em một lần nữa này, dáng quần này, đây em kéo lên này, thả ra nhá. Thả ra này, túi này. Rất là sâu, rất là xinh luôn nhá. Sơ mi 85.000 đúng rồi. Các chị ghi là sơ mi tay chun 85k nhá. Thôi em dơ qua mẫu rồi em không sơ lại được nữa đâu.
còn cái gì nữa không nhỉ? Mấy giờ rồi nhỉ? Ủa? 11:10 rồi, vẫn nhiều người xem đấy. Bây giờ các chị muốn lên cái gì nào? Đây này các chị, cái này. Đấy, hôm nào chán chán nhá. Hôm nào chán chán. Cảm ơn chị Thu Huyền nhá. Hôm nào chán chán nhá, không thích mặc cả bộ đấy thì thôi mặc nguyên cái áo này cho em này, xong là mix đấy quần legging đều đều này cho em này. Đấy quần legging này mùa hè em bán có mấy chục, 30-40 nghìn đấy. Đấy mix này xong là đi với cái đôi giày. Của chị cái đôi giày, mix với cái đôi giày nhá. Đấy mặc ví dụ như là thời tiết nóng các chị không thích meo kiểu đấy, mix thế này cho em này. Đây em đi thêm một đôi giày nữa này. Rất là năng động khỏe khoắn luôn. Đầu livestream này em mix với cái đôi giày mà hôm trước em bán 198 nghìn đây này. Đấy các chị thấy chưa? Quần nhung bom là 89.000 đồng các chị ơi, 89.000 đồng nhá, 3 size SML 40 đến tầm 65. Đây, các chị này, mic này cho em này. Đấy, ok chưa? Em đứng xa ra các chị nhá. Đấy, được chưa? Hôm nào chán chán em mic này cho em này. À, em phát hiện ra hình như đứng đỡ hơn ngồi. Chuyển khoản miễn ship không? Không chị ơi. Thực sự là các chị có chuyển khoản trước cho em hay không thì nó vẫn ship như thế, mà em dùng bên Giao hàng Tiết kiệm, ở bên Viettel các thứ thì chuyển khoản nó sẽ giảm hơn phí ship, nhưng mà ship rất là lâu. Nó giảm hơn được có 10.000 hay mười mấy nghìn ấy, nhưng mà ship nó lâu lắm. Đấy, các chị nhìn này. Ok chưa? Đứng dậy em like chim nữa chị nhá. Xinh quá. Như là bộ nhung tâm nhá, bộ gấu kèm màu và số điện thoại này. Cái gì nữa nhỉ? Chân bày đai có chị đây. Chân là chân bày đai em có 4 màu nhá, em có 4 màu này. Bót em không bán, em ngừng bán rồi các chị ơi. Em có màu này các chị, như là màu be này. Em cảm ơn chị Thu Thủy nhá. Em có màu be này. Màu này các chị ghi là màu lâu. Em có màu này các chị ghi là màu đen, và màu này các chị là màu xanh, ghi là chân váy đai kèm màu kèm số điện thoại 112.000 đồng. Thật sự nhắm mắt mua chơi mua được à? Giày mã gì á? Giày này em ngừng bán rồi, hôm trước em bán rồi, còn bây giờ không bán nữa. Em về đủ số lượng thôi, không bán nữa rồi. Hẹn các chị năm sau. Không bán nữa rồi. Thấy chưa? Chân váy này các chị coi. Đấy, mix với cái áo đang mặc cũng rất là đẹp luôn. Đôi khi là cái áo của cái bộ nha, em thử mix với chân váy nhá. Đây các chị này, đôi khi cái áo của cái bộ các chị mang ra các chị mix với chân váy cũng rất là đẹp. Nếu các chị biết mix phối đồ ạ. Chân váy đai 112.000 đồng. Không nhá chị Bích Thủy ơi, bây giờ em mới thấy này, em không bán hot dog, không bán nhá. $112.000 nhá. Be này, lâu này, đen và xanh nhá. Các chị mặc này xong là mặc với áo khuy trộn của em này, áo khuy này, áo hoặc là mặc với áo sát lách này. Áo này có 79.000 đồng thôi. Mẫu này các chị yêu em là áo tặng 79k. Được nhá, các chị thích màu gì mai bảo nhân viên nhà em. 1m70 vẫn qua đầu gối nhá, 1m62 qua đầu gối. Mẫu này các chị yêu em là áo tặng 79.000. Được cái áo tặng 79.000 nhá, có 79.000 một chiếc thôi. Các chị mix này xong là mix với cái áo áo dạ cho em này. Mix với áo dạ cho em rất là ok. Bây giờ em sẽ mix lại cái áo dạ đầu livestream nha, em báo các chị hết rồi này. Đấy thì bác nào ví dụ đầu livestream các bác không mua kèm với cái sơ mi ấy, các bác có thể mix kiểu này nhá. Bây giờ em sẽ mix theo một kiểu khác cho các bác này. Đây đưa cho chị cái áo dạ này. Siêu phẩm này, đầu livestream em bán mọi người cho nhiều quá, em phải hạ mẫu luôn. Em có thấy chị Phạm Tuyết, em thấy rất phải là chị luôn nhá. Các chị cứ để lại số điện thoại đi, chứ thật sự là bây giờ em không thể có thể là đọc được hết comment các chị nhá. Đây, các chị mic này cho em này. Được chưa ạ? 79.000, lấy cái cổ 3 phân, mặc siêu ấm luôn. Có 79.000 một chiếc rồi đây. Này, một cái set đồ. Em nói thật chỉ dơ này thôi, các chị đã thấy đẹp rồi đúng không ạ? Hàng nhà em là hàng loại 1 các chị nhá. Có thấy chị Bích Thủy Thu đấy, em vừa thấy comment là chị chốt đơn thì đúng không? Không cần đâu, cứ để lại số điện thoại bên em gọi điện hết mà.
đợi em nhá, bây giờ muộn muộn rồi, đợi em một tí này. Tí nữa em sẽ xả hết cái đám linh tinh đi cho các chị luôn. Rồi em thấy chị Bích để chu găm mừng rồi đấy. Đấy các chị này, mic này cho em này, đẹp chưa? Đấy, xong là cho đưa hộ chị thêm một cái chân váy ấy. Đây các chị gái này. Đấy, ok chưa? Áo 79.000, cái áo bên ngoài là 259.000. Sau là mic với một cái chân váy. Ok, thu thủy nhá, các chị lấy màu gì? Mai bên em vẫn gọi lại, các chị không thích lấy màu gì, không thích lấy mã gì, các chị báo nhân viên bên em là được nhá. Bảo là ví dụ hôm nay thích không thích lâu chuyển sang xanh thì báo nhân viên nhà em được mà, ok chưa? Đây các chị gái này, mic này cho em này. Đấy, mic này cho em nhá, một cái set đồ này cho em này. Đầu livestream em có mặc với sơ mi trắng đấy. Các chị có thể mic cái này cho em cũng được. Rồi nhá chị ơi, trên kia like hết rồi nhá. Em lấy cái cặp đấy, chị mới giữ được. Đây. Đây, thế này nhá. Một cái set đồ này. Trẻ chưa? Hot girl, một cái set đồ quá là đẹp luôn nhá. Chân váy này là 140. Chân váy này là 140, quần nhung phòng trên kia em bán là 89.000. Hàng nhung đẹp mỗi tội này. Hết tiền, em cảm ơn chị gái Hậu Nguyễn nhá. Hôm nay mọi người vào feedback cho em nhiều thế. Cuối tháng em lên bảng màu áo len tặng 79.000 đi. Đây, set đồ này đẹp kinh khủng khiếp luôn này các chị này. Đấy, 79.000 nhá, em có màu này. Em đọc đi, hộ chị gái nào. Áo len tặng 79.000 em có màu mã bê sáng. Mã của nó là áo tặng 79k này. Em có màu bê sáng, màu trắng, màu bê tối, màu đen, màu nâu và màu vàng á. Em đọc to này nào, em đọc lại các chị nào. Em nhắc lại bằng màu áo tặng 79.000. Em có 5 tông màu các chị gái lựa chọn này. Màu màu vàng, màu nâu, màu đen, màu be tối, màu trắng và màu be sáng ạ. Có 79.000 một chiếc thôi. Các chị lên mua đầu tư một cái nhá. Mặc sát lách cho em xong mặc cái áo cũng rất là đẹp. Mặc đi ngủ cho em không phí tiền các chị đâu. Có 79.000 thôi, được chưa ạ? Chân váy em có 3 size FML 40 đến tầm 55 cân là mặc vừa nhá. Chân váy 3 size FML 40 đến 55 cân là mặc ok luôn cho em. Anh lấy cho em cái ghế kia đi, ngồi nó đỡ bị trượt. Tiếp nha chị nhá. Ê các chị có thể tua lại livestream mà đầu livestream em like không em like nhiều mẫu lắm ấy ạ. Bây giờ thì em bắt đầu em đầu ấy. Em cứ ngồi là em dơ mẫu á chị thôi nhá. Quần này em còn duy nhất màu ghi này, em cho gần máy vào. Bây giờ em sẽ like hàng xả nhá. Bây giờ em sẽ like hàng xả các chị này. Không ạ, em chỉ có mỗi bộ này thôi. Dạ 166 hết hàng rồi em. Em bầu 7 tháng rồi. Tháng thứ 7 rồi. Áo em mặc á, nó là cả bộ chưa, nó là cả bộ nhá, đây này, bộ này này, siêu hot, tối nay em bán nhiều lắm ạ, 199.000, 2 size, SM, đây nó cả bộ 199.000, chia ra cái áo có 99.000, cái quần có 99.000 thôi, 3 màu nhá, màu xanh, màu đen và màu này các chị ghi em màu lâu, ghi là bộ, bộ gì, bộ gấu nhá, bộ gấu 199 này, quần này các chị ghi là quần, feedback nhiều để Nhung bán chịu cho. Mẫu này các chị ghi là gì? V25. Em có mỗi màu ghi, hôm nay sale lốt 65.000, cũng rất là xứng đáng đồng tiền các chị bỏ ra. Nhìn thế thôi ạ, chất nen nó là chất tâm co giãn này, nó có độ co giãn nhá. Bộ em mặc Mickey lâu hết hàng. Bộ em mặc là chất tâm nhá chị nhá. Thì như bằng Mickey đen hả? Vẫn kẻ kịp để con trâu á. Năm nay là con trâu đúng không? Hay là sang lắm? Là ý chị bảo năm nay à? Năm nay là con... năm nay trâu, năm sau hổ. 93 thì năm nay hay 56? 29 Tết đi đẻ đấy các chị ơi. Không thì để em cố lắm. Để em cố sang năm nữa. Mẫu này các chị ghi của em là Q25 này em sell lốt 65.000.
65.000, em có mỗi màu ghi thôi, nó có đen nữa. Thanh Lý nốt cho nó gọn mẫu nhá. Không mặc đi chơi, mặc đi ngủ cho em được. Rất là xứng đáng đồng tiền các chị bỏ ra. Q25. Không phải quần ghi đấy. Quần. Q là quần đấy. Quần nhá, Q25 xả lốt 65.000. 4 size S, M, L, N nghe nhầm chị ơi. Em dơ cao cho chị nghe, các chị hộ em. Cho nên để em kẹp vào dơ. Đây, các chị có nhìn rõ không? Có 65.000 một quần thôi, chất rất là đẹp luôn. Em dơ gần với chị xem gần chất này. Chất đẹp lắm, nó có độ co giãn ạ. À. Em bán nốt thôi, tại vì có mỗi màu ghi thôi. Còn em không... đây, các chị này. Đấy, nó có độ co giãn này. Không mặc đi chơi, mặc đi ngủ cho em. Trời mùa đông các chị rất là cần thiết những cái quần này. 40-62 cân mặc vừa. 93 năm nay để trâu là đẹp lắm đấy à. Thế à, may thế. Để trâu khổ như trâu. Nhớ đấy chị ạ. Đây. Đấy, có độ co giãn các chị ạ. Bộ em mặc 199 chị ạ, 199 nhá. Đây, như em mặc bầu bí vẫn rất là ok, thoải mái. Nó có size, em đang mặc size S đấy, vẫn ok nhá. Đây là các chị cứ tự tin mà mua bộ này, 40-65 cân này. Tiếp này, áo này các chị ghi là áo giữ nhiệt. Em còn ít thôi này, áo giữ nhiệt. Áo lông lông. Cái này của em là hàng tàu nhá, nó nhẹ lắm. Cầm nó nhẹ, nhẹ như không mặc ấy. Mặc nó nhẹ như không mặc ấy, 40-60 cân. Cam kết các chị là hàng tàu nhá. Và ở phần trước của nó sẽ có chữ như thế này, chị này, nó sẽ có chữ như thế này nhá. Con này chốt xả lốt tại livestream là 95.000 lốt, em còn ít thôi. Mỗi màu em còn 1-2 con ở còn sót trên mắt thôi. Đây ở phần dưới của nó sẽ là chữ tàu nhá. Bác nào mua áo này nhà em thì biết rồi ạ, chất hàng tàu nhá. Đẳng cấp luôn. Mickey em hết lâu rồi các chị ơi, Mickey em nhà em ngừng bán rồi. Mẫu này các chị là áo lót lông nhá. Ừ nhưng mà thiệt quá nhỉ, vẫn phải tính cái tuổi này mà cuối năm thiệt quá. Mẫu này các chị ghi là sao lót em được rồi một tuổi nhưng mà đi học nó sẽ kém đầu năm, ví dụ như một tuổi hai tuổi đi học nó sẽ kém. Ôi còn chậm gì đâu. Mẫu này các chị ghi là lót bông, lót lông nha. Em có màu trắng này, em có màu hồng, em có màu đen này. Em xin nói màu lời là màu lâu này, còn ít thôi em sell lốt 95.000 nhá, còn ít thôi. Chủ yếu là em còn đen, đen em còn 10 con, những màu còn lại còn 3, 4 con là cùng nhá. Đấy, em có màu xanh này, màu trắng, màu lâu, màu đen và màu này các chị ghi em là màu hồng nhá. Mặc nó rất là nhẹ, mấy hôm nay trời nắng các chị chưa cần đâu, nhưng mà mấy hôm, 2 hôm nữa khách nhà em vừa bảo đấy, 2 hôm nữa lại gió mùa về rồi. Đến lúc đấy là like cái con này lại thôi, cháy hàng luôn các chị ơi. 95.000 đồng lốt này. Em thua chị một giáp á, 93 à? Thế là chị 85 à? À 86 nữa. 83. À thế à? Giáp. Một chị 93, 83, thế là 88. Một giáp là phải theo số. 80, 81. Áo này em chỉ còn có 2 màu thôi, hôm nay em sell lốt các chị luôn này. Một phát được 12 con thôi. À ừ, một giáp là 12 con. Trai gì ạ? Nó chỉ có 10 con giáp thôi. Nhà hai anh trai rồi. Mẫu này em xả lốt này, em có màu lâu và màu đen nhá. Áo này em còn màu lâu và màu đen. Lên lại ghi lê lâu đi ạ, à. Em dơ lốt hộ chị nhá. Đây các chị, đúng rồi, áo này các chị mix với ghi lê cho em rất là đẹp này. Thôi em bỏ hộ chị cái áo giữ nhiệt xuống. Em mù tịt luôn ấy, mấy cái đấy em không biết luôn ấy. Đây nhá, ghi lê lâu đây, 155.000 thôi. Sinh nhật nhà. Kiểu gì em phải ấy, em cũng phải nhất định phải có một đứa con gái. Nào đi lọc chính các chị ạ. Nhá, mẫu này các chị ghi là ghi lê len. Ghi lê len này. 155 này. Mẫu này em còn mỗi màu lâu và màu đen, hôm nay sell lốt tại livestream các chị 118. À từ từ, bán lẻ ra bao tiền? Chết rồi mẫu. Bán lẻ ra 300.000. Con này chị bán lẻ bao tiền? Ô con này hôm trước em bán bao tiền nhỉ? Mã của nó này, sao dạo này em đơ thế nhỉ? 28 à? À từ từ em xem lại giá nhá. Áo giữ nhiệt em vừa dơ xong rồi nhá, xả lốt 95.000.
Từ từ em xem lại giá nhé, em mới nhớ được giá bán bao tiền. Quần nhung bom em like mãi rồi thấy. 89.000 ba size ML. Áo này em xem xả lốt này. 100 áo này bán 155. Nhớ mã, không nhớ mã rồi. Áo này em bán 155 xả lốt tại livestream các chị với giá là 140, em còn đúng hai màu em mới xả lốt các chị nhá. Áo kẻ len đợi em một tí các chị cứ từ từ nhá. Áo cam đằng sau các chị ghi em là áo ghi em là cardigan chữ nhá, cardigan chữ 199 ạ. Like từ hồi like có mấy người xem thôi, em cảm ơn chị nhá. Thế em phải trải qua bao nhiêu lần mất lick rồi các chị ạ. Mẫu này các chị ghi là màu lâu và màu đen, sale lốt các chị 140. Còn em không nhớ mã của nó là con này là con A mấy nhỉ? Hình A10 hay sao ấy, A10 nhá, áo đang mặc là cả bộ đây này. Cả bộ nhá, cả bộ em đang mặc trên người là 199, đây, cardigan các chị đây. A10. Huyền nó bảo A10 này. Đúng rồi, A10 đó chơi. Sơ hộ chị cái này cái. Lông hồng hết hàng rồi chơi. Màu đây em bảo em like đúng một live stream mà. A10 còn mỗi lâu và đen. Con này cũng đẹp này các chị mặc này. Xong là mix với chân váy cho chị cái chân váy ngắn. À chân váy đai ấy. Mix với chân váy đai rất là đẹp. Con này mặc lên đẹp lắm ấy. Bộ này là 199.000 nhá, bộ 199. Em có đăng ảnh rồi các chị vào trang cá nhân của em xem ảnh hot girl like nhá. Còn tầm này chịu không like mặc lại một cái. Bác nào vào sau tí thôi chịu khó tua lại live stream nhá. Có nhiều mẫu đầu live stream đẹp lắm. Sorry các bác. A10 nhá, lốt 140 cho nó gọn mẫu. A10 lâu hôm trước em có xanh, lâu, đen và be. Đây các chị này, mặc lên đẹp chưa? Nó mix với chân váy đai này. Màu đen chứ này. Lâu mix với màu đen nhá. Đây mix với chân váy đai này. Chân váy đai này, ok chưa các chị đẹp ơi. Nhá, chân váy này có 112 thôi. Mấy hôm nay chạy tới 500 cái chân váy này rồi. Chắc là lô cuối cùng còn bao nhiêu em bán lốt thôi. Bán quá nhiều. Ê chị gái này, mấy cái chân váy này rất là đẹp. Bác nào mà chân dài 1m6, 1m7 không lo bị cổ. Riêng chân váy này 1m7, bộ gấu cao 1m7 mặc được không à? Anh thử 1m7 mặc xem có bị ngắn không. Đợi em một tí em nhờ người mặc nhé. Giờ lại của chị cái cardigan kia đây. Cardigan em cảm ơn chị Thu Huyền nhé. Cô anh mặc cái bộ tăm đi á. Hai màu lâu và đen em sell lốt cho nó gọn mẫu nhé. A10 lâu và đen nốt 100. Áo này đẹp lắm, hôm trước mua màu xanh đẹp ngỡ ngàng. Em cảm ơn chị Nguyễn Vân nhé. Gì? Trên mắt cá chân một chút. Bạn này cao 1m7 mặc trên mắt cá chân một chút. Thế là vẫn ok nhá chị nhá. Thế là vẫn ok. Đây cardigan của các chị đây. Mẫu này các chị là cardigan chữ 199.000. Chất thì nó cũng bình thường thôi. Em nói thật. Con này chất bình thường. Nó không được xuất sắc so với cái giá 199 mà bình thường em hay bán đâu. Đấy là em nói thật như thế. Không à đến này bảo Nhung ơi, bình thường bán cái áo này tầm 200.000 mà chất nó đẹp lắm mà sao chị thấy chất này bình thường thế? Tại vì nó hot girl mặc thì nó hot thôi các chị ơi, thật sự luôn ấy. Em cũng mỗi màu em cũng có 10 con em cũng chết dở. Nhưng mà như thế nào thì em phải nói như thế, tại vì ở đây toàn khách quen thôi. Bộ gu xỉ á, bộ gu xỉ là bộ nào? Bộ len á chị, bộ len. Nhung. À, bộ Nhung á, bộ Nhung em hết hàng rồi. Hello rồi. Chả có bộ nào bộ. Đẹp quá này. Bác nào chốt lỗ hôm nào đem qua mẫu nhá. A10 lâu và đen, chất len rất là co giãn này. Đầm tay 40 đến tầm 62 cân là mặc vừa. Đứng dậy các chị xem giá này. Đấy các chị mix này cho em này, rất là đẹp nhá.
Bộ thể thao mẫu mới em không còn nhá. Áo đang mặc sale lốt 140, em chỉ còn có màu lâu và màu đen thì em sale lốt thôi. Còn bình thường em bán là 155. Em nốt, em lấy cái áo này. Áo len trơn à? Đẹp. Áo len trơn để áo đấy đi. Len vu xì lâu, em hết hàng rồi. Áo len lông là áo nào nhỉ? Con này, kiểu như này. Không hiểu. Q25 nhờ chồng em mặc thử 65 cân vẫn chui vừa đấy. Nhưng mà tầm 62 cân thôi. Dáng của nó dáng ôm bó ấy. Các chị không thích mặc ôm bó thì thôi nhá. Chứ chất của nó có độ co giãn ấy. Nhưng mà các chị không thích mặc ôm bó thì thôi. Bởi vì dáng của nó sẽ là dáng ôm bó vào. Áo gấu sau lưng là áo nào nhỉ? Áo lâu sau lưng. Đây á chị, áo này là 190. À em xin lỗi, 219. Áo đấy là 219. App gì á? Vẫn là cái app ở trên iPhone thôi chị ơi. Nó không qua phần mềm app nào đâu. Mã này là A16 nhá. Em có màu lâu, màu be, màu xanh. Be và xanh xinh lắm, mặc lên cực kỳ xinh. 219.000 đồng. Em nên cố lốt mấy cái này để em tắt like nhá. Mặc dù nhiều người xem nhưng mà thôi xin lỗi các chị, chắc là em phải chia ca ra em like thôi. Chứ tầm này em không like được lâu rồi. Áo đang mặc em sale lốt 140 đấy. 140. Em bán là 155, em sale lốt 140. Nó không còn đủ màu nữa rồi. Nhá. A10. Về thêm. Là bảo về được. Nhưng mà nó lại không ấy. Em dặn là bảo về thêm được mà. Tiếp này, áo này các chị là áo tăm này. Áo tăm em còn ít, em sale lốt các chị này. Em bán là, áo này em bán là 145, hôm nay em sale lốt là 125. Sale lốt 120 đi. Váy len các chị tua lại like đi, tầm này em không thể xem được cái gì hết luôn ấy. 1m6 chị mặc đến qua. Nói chung là cũng dài, không bị cọc đâu. Còn nha anh Mon ơi, còn. Làm live stream luôn này, khả năng là thế rồi các chị ạ. Mẫu này các chị ghi là áo tăm này. Áo tăm em có màu này. Áo tăm dài em có màu trắng này. Màu này các chị là màu đen này. Em có màu này các chị là màu vàng. Và em có màu rêu, sale lốt cho nó gọn mẫu. 120.000. Trên trang cá nhân của em có đăng ảnh hot girl mặc rồi nhá. Các chị có thể vào trang cá nhân của em xem này. Em mặc lốt rồi em tắt like đây. Bác nào vào sau thôi chịu khó, bây giờ đi ngủ hoặc là tí nữa xem lại live stream, comment nhá. Em like hết tất cả những cái mẫu đẹp ấy. Tất cả những cái mẫu đẹp em đều like đầu live stream và em đều mặc hết rồi. Thì nên các chị cứ xem lại live stream và comment tại live stream này cho nó dễ. Ấn tua tua một phát chứ không phải xem từ đầu đến cuối live stream đâu. Ấn tua tua này là được mà các chị. Đơn giản mà. Xong là thích mã nào cứ comment ở đây, bên em vẫn in đơn và gọi điện chốt đơn bình thường nhá. Anh Ấn comment đi cho anh. Đâu trước like ẩn được rồi. Đây nhá, em xả lốt 120. Này, mặc này xong là mix cái quần tắc ta cho em rất là đẹp. Hoặc là mix cái quần nhung màu lá được. Không quần tắc ta này em. Đây các chị mặc này xong là các chị mix với quần tắc ta 85.000 cho em này. Áo xanh ngọc sau bao nhiêu? Xanh ngọc nào? Đây các chị. Áo này là áo quy này. Hay là áo này, như chị bảo này á. Áo len trơn còn đúng một chiếc, có cả đỏ nữa. Áo len trơn này em sale lốt 125 đi. Em bán là 145, sale lốt 125. Còn đúng một chiếc màu xanh. Còn màu đỏ thì còn vài chiếc. Nhưng mà màu đỏ thì không có trên này rồi. Đây nhá, áo len tăm này, đẹp chưa? Này, mix này xong là mix với quần tắc ta, đẹp quá này. Em ngồi với chị xem này, thấy chưa? Áo len tăm em có 4 màu nhá. Em còn ít em sale lốt này. Em có màu này các chị, màu rêu này, em có màu trắng, em có màu đen và em có màu này các chị ghi là màu vàng. Trắng, đen, vàng, trắng, đen, vàng, rêu nhá. 120 đấy, sale lốt đấy, em bán là 145 đấy, sale lốt 120. Quần tắc ta là em chốt tại live stream với giá là 85.000 này. Hai size SM 40 đến tầm 70 cân, 72 cân nhá. Em có màu này gọi là màu kem này. Em có màu kem này, em có màu đen này, em có màu vàng. Đây là màu cam này. Có cả đen nữa các chị nhá, và màu be nữa nhá. Quần tắc ta này có 85.000 thôi. Các chị mix này cho em rất là đẹp. Cái quần này là cái quần thần thánh.
gọi là cái quần mà em có thể bán từ từ đầu năm đến giờ, cứ bán đi bán lại, bán tái bán hồi thôi, bán ấy mặc như này cho em, hoặc là mix với quần nhung cho em rất là đẹp nhá. Bây giờ tân lai nhá, chị gái là có đơn này, có cái gì một chiếc không, hậu đường đường lốt, tranh thủ lốt đi em ạ. Bây giờ em xả hàng một chiếc các chị nhá, bây giờ em xả hàng một chiếc áo này của áo hãng Miu Miu này, nói chưa, áo hãng Miu Miu hôm nay em thanh lý sập sàng 79.000, áo này em nhập vào đã là 125 rồi, nhập vào hơn 100 rồi. Cái này áo hãng nhá, kia là áo Miu Miu, em sell lốt 79.000, còn đúng một chiếc trên mắt đây, đúng một chiếc trên mắt em sell lốt 79.000. váy V3 còn mỗi màu một đúng không, váy này là váy V3 cũng rất là xinh, bác nào mua con V3 này nhà em thì biết rồi, nó còn lay đắt mỗi màu một chiếc trên mắt thôi, hôm nay thanh lý nốt các chị này. Các chị mở cái này này, đây các chị mặc này cho em này, cởi cái cúc này, cúc của em là cúc thật, các chị có thể cởi ra này, xong là để vai này, đẹp lắm ấy. Váy này em bán siêu đắt hàng này, hàng này hàng đắt nhá, hàng này em bán là 249, hôm nay em sell lỗ luôn này, 215, mỗi màu có đúng một chiếc thôi, còn sót trên mắt thôi. Bác nào cao to 50, 60, 70 cân thì mặc áo này cho em, 50, 60, nói chung là trên 60 cân các chị mặc váy này, auto đẹp, to, dài, rộng nhá, mặc này cho em này, xong để mic tie này cho em này, chất rất là dày, em gập cho chị xem chất, đây, dày chưa ạ? Mẫu này là V, đây là V3, V3, V3 một lâu một đen thôi, V3 một lâu một đen. Cố lên. Áo này em còn mỗi, đây cái áo này hôm trước à, các bạn trẻ báo hết đây. Áo này em còn mỗi màu be, ghi là kẻ xòe 135.000, áo kẻ xòe 135. em sắp đẻ rồi, tiếp 7 tháng. Em bầu 7 tháng rồi mà bây giờ mới vào bảo là bầu rồi, lâu lắm rồi không xem em thế à. Mẫu này các chị ghi của em là áo kẻ xòe à, sell lốt 130 đi, còn vài chiếc thôi, sell lốt 130 đi. 130 nhá. Con này to cao, bác là to cao mặc rất là đẹp. Còn 3 hay 4 con nữa thôi, kẻ xòe nhá. Thôi 130 cho nó hoàn hỉ các chị. Cuối màu ấy rồi, em mặc cho các chị nhá, có cần mặc không? Áo này đẹp nhờ. À lấy áo này các chị là tăm trơn, à tăm dài nhá. Rêu này. Rêu này. Vàng này. Thôi kệ nó đi em ơi. Rêu vàng này. Đây mặc cho chị nhá. Rêu vàng này. Trắng và đen, rêu vàng trắng và đen nhá. Đây kẻ xòe mặc cho chị này. 3 hay 4 chiếc ấy. Bây giờ đếm số lượng. Em không phải ghi số lượng đâu, chị sẽ báo các bạn trong nhóm. Đây, kẻ xòe này. Con này hot lắm, nhiều hot girl mặc. Đây, dáng to rộng rất là đẹp. Kẻ xòe, sell lốt 130 này. Nhung gen còn đúng một chiếc trên mắt 85.000, áo nhung gen 85.000. Áo nhung gen 85.000. Áo nhung gen 85k các chị này. Nhung gen 85k còn đúng một chiếc trên mắt. À mùa hè, đúng rồi, mùa hè thì nhìn nó gọn nên là các chị không nhận ra em bầu, đúng rồi, em cảm ơn chị My Trần nhá. Tiếp này, sơ mi này đầu livestream có bác nào chưa chốt được không ạ? Đẹp ơi là đẹp vậy, em bán tối nay em bán con này nhiều kinh khủng luôn, 85.000 thôi, em mặc lại các chị nhá. Ai lấy kẻ xòe chốt lốt của kẻ xòe này, sơ mi tay chun 85.000. Ê cho bác nào có đơn rồi dùng đơn. Ê, hôm trước ấy em like được có một lúc xong mà em phải tắt like, hôm sau các bác hủy đơn hết. Tại vì cứ một chiếc các bác không đi đơn cơ, cứ phải hai chiếc cơ. Đâm ra là em phải like cố. Có áo len khoác không á? Áo len khoác có cardigan này em sell lốt này. Đợi. Đây, mặc này cho em. 85.000. Sơ mi tay chung 85k. Thôi chị cái quần tắt ta để chị mặc này. Chất của nó là chất lụa rất là đẹp.
có 85.000, rẻ hơn cả gì, rẻ hơn cả một cái áo phông hàng Việt Nam cắt rồi. Đấy, sơ vin vào cũng đẹp mà thả ra ok. Đây, sơ mi tay chun 85.000 thôi các chị ơi. Đây các chị, mic này cho em này, xong mic với cái carrier này. Áo len xanh lá trên mắc bao nhiêu vậy Nhung á? Áo đấy là 219, đây em sẽ mặc lại nhá. Áo len xanh lá kia mà. Bây giờ em sẽ đứng dậy em mặc lốt cho các chị này. Đẹp chưa? Lai cố lốt mấy mẫu này tranh thủ xả đi. Xả được nước nào xả lúc đấy đi. Nào cuối năm lại ngập ngụa. Đây thấy chưa? Mẫu này các chị ghi cho em này, mic cho em set đồ này. Đôi khi là các chị mua được hàng rẻ nhưng các chị biết mic đồ rất là đẹp, sơ mi không có sai. Cardigan em mặc các chị ghi em là cardigan rẻ, em sell lốt 152.000. Đây, nhìn em độ dày của nó luôn. Nó còn đẹp hơn gấp tỷ lần so với cái áo cardigan 199 kia này. Đây này. Chắc nó còn đẹp hơn áo này nhiều. Áo này vì sao? Hot girl Hương Giang mới mặc thì nó hot thôi. Chứ thật sự luôn ấy, nó cũng chẳng có cái gì, chất nó không đẹp bằng luôn ấy. 152. Cardigan rẻ em còn 3 chiếc thì đấy, em sell lớp 152 này. Các chị này, nhìn của em xem đồ này, đúng chưa ạ? Quần tác ta 85, áo sơ mi 85.000, áo bên ngoài 152. Trời ơi, hơn 300.000 cho một cái set đồ này, nhìn xinh kinh khủng khiếp luôn, đấy chưa ạ? Nhá, ghi lê tua lại live stream đi em ơi. Bây giờ chị không like lại những cái hàng vừa like đâu. Váy cốt tông dài không có trên này đâu chị ơi. Cái váy hôm trước chị hỏi là còn đấy, màu be đúng không? Còn nhá, chứ trên này thì em không còn đâu. Không có nhá. Ai lấy mẫu này các chị ghi yêu em là cardigan rẻ sell lốt 152.000. Bác nào có đơn rồi dồn đơn nhá, chứ hàng xả một chiếc là em không đi đơn. Nó hộ chỉ cái màu xanh đấy rồi. Sơ mi tay chun 85.000. Còn mẫu này các chị ghi là A19 nhá. Đây em chung lốt các chị này. Đâu A16 mà, A16 này là 219 này. Đẹp lắm, áo này cực kỳ đẹp. Nhưng mà trời nóng lên các chị chưa muốn mua thôi. Hai hôm nữa trời lại lạnh sấp mặt ra rồi. Đây, form to, dài rộng, đẹp chưa? Em có 3 tông màu xong đi mặc này, xong là đi cái đôi bốt đến đây nữa thì thôi đỉnh của chóp luôn nhá. Em có màu xanh, em có màu này các chị là màu lâu và em có màu này các chị màu đen. À màu be nhá, lâu, be và xanh. 219.000, nhìn em cái thớ vải này, dày chưa? Em lộn các chị xem bên trong nhìn rõ độ dày chưa? Nhìn em cái thớ vải, dày lắm luôn ấy. Không phải tự dưng một cái áo em bán 219.000 đâu, nó phải xuất sắc lắm. Với em những cái áo hơn 100.000 nhà em đã rất là xuất sắc rồi. Thì hơn 200.000 thì phải nói là quá xuất sắc đi. Thì nó mới có cái giá là hơn 200.000 nên các chị cứ yên tâm mà mua nhá. Được chưa? A16, sơ mi tay chun 85.000. Tiếp này, còn gì không nhỉ? Mẫu này các chị là khoác da lộn xanh, em còn 1-2 chiếc gì đấy, hôm nay em sell lỗ luôn nhá. Em bán là 240.000, hôm nay em xả luôn tại live stream các chị là 175.000, hứa xả lỗ luôn này. Còn 1-2 chiếc em bán lốt cho nó gọn mẫu này. Áo len bèo mấy bữa chị like còn không, em hết hàng rồi, trên mắt không còn là hết hàng. Áo lông em không hiểu chị hỏi áo lông nào luôn ấy. Đấy chưa, mẫu này các chị ghi em áo khoác da lộn xanh sell lốt 175. Hàng da lộn hàng tàu đấy ạ. Này, em cũng giữ lại một chiếc em mặc màu lâu. Cái gì màu đen, đen này á, ý chị bảo này á. Ừ áo này quên hôm nay không live stream rồi. Áo sắt điên thế nhở. Áo này đẹp ớt là đẹp, quên không live stream. Xong những cái mã đẹp đẹp để ra ngoài cho chị nhớ nhá. Mẫu này các chị là áo chữ sắt này. Em có màu xanh này, be này, nâu, trắng và đen. 102.000. Khoác da lộn nhá, sell lốt 175.000. Được chưa ạ? 175.000 lốt này. Váy các chị tua lại live stream em nhá. Like này em không like váy viết. Các chị tua lại live stream, tất cả đầu live stream em đều like váy rồi. Tất cả những cái mẫu xinh em đều like đầu live stream rồi. Bây giờ em chỉ like hàng xả thôi, em không có like theo cái yêu cầu gì hết cả. Mẫu này các chị ghi là cardigan kẻ 135.000. Cardigan kẻ 135.
Mẫu này em còn ít này. Như là áo lệch vai lợ, áo vịnh lệch vai đi hôm nay sale sập sàn này. Khoác áo khoác 40 đến tầm 6 ở 58, con áo lông cạnh áo đen, len đen ở hàng trên cùng ý. Áo lông cạnh áo len đen ở hàng trên cùng ý. Em xem là áo gì mới của chị ta. Mẫu này các chị ghi lên là áo lệch vai ghi này, hôm nay sale lỗ luôn, 199 mà đao xuống 149.000 phải nói là lỗ sấp mặt luôn. Nhá, dáng của nó là form to dài rộng này, các chị mặc này xong rồi đi bốt cho em nhé. Còn có vài chiếc màu ghi thôi, mọi người ủng hộ em nốt cho nó gọn mẫu nhá. Mẫu này em bán đến số lượng phải 200 chiếc rồi, còn sót vài chiếc màu ghi em bán lốt nhá. Mẫu này các chị lần lệch vai ghi, con này rất là nhiều hot girl mặc rồi, các chị mặc nó kiểu đấy, mặc này để dành đến chơi lộ em rất là đẹp, lệch vai ghi nhá. Cái này đúng không ạ? Mẫu này các chị ghi là khoác da lộ 349.000 đồng. Con này em không có xả đâu, khoác da lộ 349 nhá. Hai dây lâu còn sót đúng một chiếc trên mắt, 79.000 đồng. Áo đấy là 349.000, 1m7 mặc ok chị ạ. 1m7 mặc đẹp nhá, dáng của nó dáng dài. Em có đăng ảnh hot girl mặc rồi đấy, có cả màu lâu và màu be đấy. Áo len rút em còn màu ấy đấy, màu be tối đấy, vẫn còn một ít đấy. Em lấy lốt rồi chị, áo len rút được không? Còn bao nhiêu chiếc mang lốt, chị xả lốt. Khoác da lộn còn duy nhất màu xanh thôi. Váy len 2 dây dây lâu lốt các chị 79.000 đồng. Váy len 2 dây lâu 79.000 đồng nhá. Váy len 2 dây lâu 79.000, chân váy xòe có không em có nhé chị ơi. Đầu livestream em có mặc đấy. Hàng tàu hay hàng Việt Nam hả chị? Hàng tàu đấy nhá. Hàng tàu luôn rồi. Đây, hàng tàu đây, 140.000 hai màu. Mẫu này các chị là chân váy tàu. Em có màu này các chị ghi là màu lâu này, và màu này các chị là màu đen nhá. Em đang cầm trên tay là size L nên nó hơi to. Cái này hàng tàu 140 nhá. Đây, áo lệch vai em còn từng đây. Đây các chị ơi, còn từng đây nhá, em theo lớp này. Màu một chiếc màu trắng và vài chiếc màu be tối. Áo này em bán là bao tiền nhỉ? Chị bán bao tiền để chúng tôi bán xả luôn. Áo mẫu này các chị ghi áo rút này. Thôi em xả luôn các chị ạ. 139 thì em xả lốt là 120. 139 xả lốt 120 đi. Áo rút nhá. Em đang mặc là sơ mi tay chun này. Sơ mi tay chun 85.000 nhá. Đồ lào 59 cân bụng to đều mặc vừa hết. Nhà em chuyên bán hàng phong to trên 60-65 cân nhá. Chị có thể xem lại livestream từ đầu livestream nhá. Nhiều mẫu lắm. Còn bây giờ em lên hàng xả đã. Bây giờ em lên hàng xả. Các chị thích mẫu thì căng mừng. Còn muốn xem từ xem mẫu mới thì từ đầu livestream tua lại livestream thôi mà các chị ấn đấy là được. Đây, áo này các chị là áo sút này, em sale lốt 120.000 đi cho nó gọn mẫu. Một chiếc màu trắng thôi và vài chiếc màu be tối. Em mặc ngược. Cái quần tóc ta này thần thánh nhỉ, mặc cái gì cũng đẹp thật. May còn cái quần này để còn chui để mặc, còn mix đồ cho các chị. Đây các chị ra rút này cho em này. Đấy, eo to nhỏ các chị rút này cho em nhá. Các chị có thể điều chỉnh không thích mặc rút thì thôi. Rút lên cho em này. Sale lốt các chị là 120. Ghi là áo rút à? Mã của nó là áo rút à em? Áo rút các chị ơi, 120 nhá. Một, hai, ba, một, hai, ba, bốn chiếc màu be và một chiếc màu trắng thôi là cũng hết sạch hàng rồi. Đây các chị mắc phần sau. Chân váy dài đấy. Mẫu này các chị ghi là chân váy đai này là 112.000. Chân váy đai 112 đen này, lâu này, đen này, xanh này, lâu này,
và màu be nhá chị nhá, 112.000. Bác nào lấy áo sốt cho lốt em cho gọn mẫu, em nhìn mặc nó kiểu là nó hơi bị lộ rồi, chứ bình thường mặc vào nó sẽ eo ót và rất là xinh. Bác là nhỏ nhỏ mặc vẫn rất là xinh nhá, nó các chị thôi. Áo 3D mỗi màu còn đúng một chiếc trên mắt này. Anh xem hộ em chồng 3D còn cái gì đưa em tranh thủ em xả lốt đi. 1m63 mặc qua đầu gối, yên tâm nhá. 1m63 qua gối nhiều. Váy hoa nhí dài tay có đấy chị ơi, 199.000. Vợ mẫu này các chị ghi là váy hoa nhá, váy hoa 199. Áo rút trắng á, hết rút trắng rồi, còn mỗi màu be tối thôi các chị ơi. Hộ em sang lốp màu be tối đi, em nhìn thấy căm mừng các chị toàn rút chốt trắng, em biết là hết trắng rồi, trắng còn đúng một chiếc rồi. Ghi số lượng vào nhá, cái này là 4 be một. Áo len 3D này, hôm nay em dọn nốt cho các chị này. Sorry các bác nhá, đợi tí. Ôi, 3D còn nhiều này cơ. Áo len 3D này. Thôi, anh ní nốt này. Xả lỗ sấp mặt luôn đấy. Hứa ra như rồi xả lỗ không làm người này. 70.000 đồng, đúng chưa? 70.000 đồng áo len 3D ngựa. Ngựa hồng và ngựa be này, 70.000 đồng. Hàng 3D mặc nó rất là nhẹ. Mặc nó rất là nhẹ, 70.000 đồng. Áo rút nhá, xeo lốp 120. Bác nào lấy chốt nhanh. Đây cho chị cái 3D đấy chị mặc. Cái này thì còn đúng một chiếc thôi. Mỗi này các chị ghi là 3D họa tiết, cái này đúng một tiếc một chiếc này. Dài tay thì em xả là 90, ngắn tay thì em xả là 70. Thôi dài tay xả 80 đi, nốt cho nó gọn đi. Không lỗ không làm người đây này, lỗ sấp mặt đây này. Cái này có một chiếc này, 3D họa tiết. Hai dây rêu hết hàng của chị Hương Giang ạ. À? Phải sang tuần, ít nhất phải một tuần nữa. Đấy, mặc đẹp chưa? Mỗi màu cũng có 1-2 chiếc thôi. Họa tiết còn đúng một chiếc này, 80.000. Bác nào mà chưa mặc hàng 3D bao giờ thì mặc mắc phê mắc sướng, nhẹ như không mặc. Con này bình thường xỉ vào đã tầm 170-180 rồi. Xỉ vào đã 170-180 rồi các chị ơi. Đấy nên là em thấy nó rẻ quá thì em ôm vào. Nó có nhiều mẫu linh tinh lộn xộn rồi em cứ vất đấy em không bán ấy. Đâm ra toàn xả lỗ luôn này. Có những mẫu hàng nhập về em cứ vất đấy em không bán ấy. Đây ngựa này, ngựa hồng này. Đấy, mặt tay của nó kiểu hơi cánh rơi một. Chân váy nào chị ơi, chân váy tàu là 110%. Chân váy tàu là 140 nhé chị nhá. Còn quần em mặc là 85.000. Áo cổ cao sắt lách đây á chị, áo đấy là 79.000. Áo đấy 79.000, mã của nó là áo tặng 79. Đây này, ngựa hồng xinh chưa. Lo các chị, cho nó gọn mẫu. Ngựa hồng lốp 70.000 đi. Be và hồng nhá, 70k thôi. Không hoa nhí còn duy nhất một màu đấy thôi. Các cô người ta cũng mặc duy nhất màu đấy á. Ngựa hồng 70k. Quần nhung kia, quần nhung bom kia 89.000 nhá. Quần nhung kia là 89.000. 3 size SML 40-65 cân mặc vừa. Một đen một trắng. Chị ơi ghi em áo kia đúng không? Ghi là áo tặng 79k. Không mà mai nhân viên nhà em nó ngáo lắm, không biết mẫu gì đâu. Cổ cao sát lách đen ấy, em chỉ có cổ 3 phân sát lách đen thôi. Màu đấy các chị ghi là áo tặng 79.000. Bảng màu đằng sau nhá. Có áo giữ nhiệt nhá, áo giữ nhiệt hàng tàu đây. Hương hộ chị cái bảng màu áo giữ nhiệt nhá, đợi em một tí. Đây nhá, áo giữ nhiệt đây. Hình như em treo ở ngoài sao ấy. Nhá, áo ngựa 3D hồng. Đấy, trước mặt em luôn đấy. Các chị ghi là quần nhung bom là được. Mã của nó là quần nhung bom. Đây nhá, áo giữ nhiệt đây, hàng tàu.
Cam kết các chị hàng tàu nhá, mặc sướng lắm, mặc nó nhẹ như không mặc, nó dày nhưng mà nó nhẹ như kiểu là bông bông bên trong ấy, em không tả được luôn. Em có màu hồng này, em có màu đen này, màu này các chị ghi là màu lâu này, em có màu trắng và em có màu này các chị ghi là màu xanh. Áo này hôm nay em xả lốt 95 nhá. Em còn nhiều màu đen thôi, màu đen với là còn màu đen với là màu này này thì còn vài chiếc này, còn lại mỗi màu chỉ còn 1-2 chiếc thôi là cũng hết sạch hàng. Hết hàng thì em mới xả nhá, chứ đắt hàng lắm mà, đấy cực kỳ đắt hàng nhưng mà em không định bán nữa rồi thì em xả lốt đi. Không có 2-3 chiếc nó không thông báo. Bán đầu livestream thì mọi người sẽ mua nhiều. 3D này, tiếp này. Ba lê ngựa, xả lỗ, hứa xả lỗ, không bán hàng được chưa ạ? Nhát 70.000 này. 3D FF này, FF này là ôi, con FF này cổ điển đẹp này. FF này cũng có một em bé lắm chị Lê Huế ơi. Chị bao nhiêu cân quan trọng, chị cao bao nhiêu cân, nặng bao nhiêu cân. Nếu như là bầu 7-8 tháng thì thôi chị đừng mặc áo giữ nhiệt đấy, chị mặc sang cái kiểu co giãn kia nó sẽ co giãn hơn. Đưa cho chị cái áo giữ nhiệt này lâu bên trong. Áo ghi lê len có, chị tua lại livestream em nhé. Có, bây giờ em không like được mấy cái kiểu đấy. FF lốt 70.000 đi, đúng một chiếc rồi này. Cổ bé này, đẹp quá. 3D FF đẹp quá này, một chiếc rồi, 70.000. Mặc đi làm này, phê chưa, khổ rồi. Để hơn cho. Chất của nó chất em, mặc nó nhẹ, nó mát. Em không tả được thế nào đâu. Các chị để mua, các chị cảm nhận, các chị mới biết. Đây, nó trơn, nó nhẹ và nó rất là mát. Hết này. Một chiếc, em ghi 3D FF một chiếc ở đấy. Con ngựa thì đếm số lượng. Đây, những cái con này còn nhiều này. Cái con nào chị bảo có một chiếc nhỉ? Đây là con Họa Tiết có một chiếc thôi. Tháo ra được chứ? Cúc của nó cúc thật mà. Ba lê 3D NV phiên bản dài tay 80.000. Lỗ. Hàng xịn bên trong nó còn phải dập tem này cơ mà các chị ơi. Hàng này xỉ vào đã 170-180 rồi, rẻ quá nên em tham rẻ em ôm về đấy. Nhưng mà nhà em thì em không thích chạy mấy cái dòng này, em thích chạy mấy cái dòng kia cơ em, nên là em cứ vất đấy, em để đấy thôi chứ. Bây giờ em sắp cuối năm rồi thì em mang ra em xả đấy. Có nhiều hàng em nhập ra em không bán, thật sự luôn đấy. 3DLV 80.000. Em có màu này các chị là màu be và một màu nữa là màu hồng này. Xem cho chị đi tập kia nào thật chí. Be hồng, cái này dài tay thì đắt hơn nhá. Dài tay bạn nhá đắt hơn 20.000 đấy. Nhưng em chỉ thôi em like luôn cho nó nhanh đi. Đây 3D này. Hồng và hồng và be. Hôm mua mình mặc, mua cho mẹ mình mặc cũng được. Các bác mặc bên trong cho em cũng rất là phê và sướng. Mặc nó mềm lắm. Quan trọng là chất nó đẹp. Các chị cứ nhận hàng, bóc hàng ra kiểm tra hàng cho em. Chất nó không phải chất bình thường như các chị hay mặc đâu. Đây là tả được nó như nào này, nhìn thấy chưa? Trơn, nó nhẹ. Đây. Em hứa danh dự em xả lỗ ạ. Chỗ này của em còn khá là nhiều, các chị biết là chỗ này của em phải lỗ mất chỉ gần triệu của em rồi đấy. Một cái áo này em lỗ mất tầm 25.000 một cái áo thì chỗ này của em phải mất bao tiền rồi. Hết rồi đúng không anh? Còn mãi 3D nào không? Còn em là có size chứ? Hai size SM. Hai size SM 40 đến 70 cân, em đang mặc size S này. Đây, bụng to này, mặc size S vẫn ok này. Ok, hiền nhá. Không có xanh lá, còn có ít thôi, nó có nhiều hình lắm. Nó xả dạ xả hết rồi đấy. Như hôm trước em xả mới đầu em xả là 119 giờ. Đây là bác là bảo bầu. Bác là bầu thì chuyển sang cái này nó co giãn nhiều hơn, nó không được bông bông như thế kia nhưng mà nó vẫn rất là phê. Áo này em còn duy nhất nhiều màu lâu, màu be còn duy nhất một chiếc trên mắt.
Quần nhung dài hết hàng đâu rồi mày. Rồi, tỏ em tí nhá, khó thở quá. Đừng ghi là quần đang mặc, các chị ghi là quần tắc ta nhá. Hôm nay nhân viên nhà em nó không biết sai mẫu gì đâu, nó lại đóng nhầm nhá chị này. Đây các bà nhìn em này. Hàng này toàn hàng xuất khẩu đấy, hàng này nó ưa chuộng ở bên châu Âu này, bên Mỹ ấy, kiểu kiểu những cái hàng đi đấy gọi là gì anh? Đi Mỹ biết các thứ là hàng gì? Đấy. Đấy, rất là yêu cầu cao. Còn em mặc các chị ghi là quần tắc ta này. Áo này các chị ghi em áo thôi, lại nhầm với cái áo kia. Mẫu này các chị gọi cho em là áo ghi là xả 6 đi, xả 7 đi, xả 7 đi. Áo này thì 65 cân vẫn vừa này. Đấy, bác là bầu bí thì mặc sang cái này này. Nó co giãn thoải mái hơn nhiều này, nhìn em này. Thấy chưa? Em sell lốt này, 85.000 đi. Áo này em bán siêu đắt hàng luôn ấy, đắt hàng lắm luôn, đắt hàng hơn cái dòng giữ nhiệt kia nhiều. Nhưng mà bây giờ người ta không ra hàng nữa, bởi vì là không còn còn hàng nữa, không còn đủ màu ấy. Nên là em bán lốt thôi. Bình thường em sẽ có màu trắng, màu đen, màu lâu này, màu be tối, màu be sáng, nó có 6 màu cơ. Đây. Cổ của nó sẽ là cổ 3 phân này, mặc này cho em này. Xong là mặc với phao vi lê hoặc là với cardigan rất là đẹp. Đây, chất nó cực kỳ co giãn. Như là áo xả 85.000 nhá, lâu này. Tông màu lâu này rất là tây. Em còn nguyên 10 chiếc màu lâu còn nguyên, tại vì nâu em bán được nhiều nhất, em về nhiều nhất. Còn nguyên màu lâu thôi. Màu be còn đúng một chiếc trên mắc. Con này khách sỉ nhà em vẫn đóng rất là nhiều nhưng mà không có đủ màu nên là các bạn. Chứ nếu như mà nó đủ màu ấy, không còn đen chị ơi, còn đúng màu lâu thôi. Với một chiếc màu be này. Một chiếc màu be này là hết sạch hàng. Đi về hướng tây về phía ngách một đường. Và bên trong của nó sẽ có tem xuất dư nhá. Hàng này là hàng xuất dư đấy. Bên trong của nó cũng sẽ có tem này. Đấy, mặc nó rất là thoải mái. Bình thường em bán là 100, đúng không? 100 này. 100 chứ không phải 102 nhỉ? Bán 100. 99.000. Chính xác là 99.000. Các chị có thể tua lại live stream cách đây tầm nửa tháng. Em mặc áo này này. Xong là mix với cái quần Q20 này. Đây các chị mix với quần Q20. Một cái set đồ các chị xả 7. Mã này là xả 7 nhá. Đấy, các chị mix với quần Q20 thần thánh nhà em này. Đây, xong là mix với cái áo giữ nhiệt, áo ghi lê chứ. Đấy, tháng trước là bụng em nó không to lắm này, em chui cái set đồ này vừa lắm, em bán được đắt hàng lắm luôn đấy. Lỉ xanh lá là bộ là gì vậy? Bộ đấy không phải bộ lỉ, bộ đấy là bộ chất tâm nhá. Đây, sau là mix với ghi lê này. Đây, em mix với ghi lê len các chị nhá. Mỗi này các chị là ghi lê len 155 này. Đây, các chị ơi, mix này cho em này, đẹp chưa? Đấy, xong mix cái quần này các chị mặc đi làm cho em này. Quần này các chị ghi là Q20. Em có 3 size SML 40 đến tầm 62 cân mặc vừa. Quần này các chị mấy hôm nữa lạnh nữa mang ra mặc cho nó sướng, chất của nó chất dạ. Xong nay đổ nhiệt với em. Em phải để cái này sang bên này thì nó mới ấy chứ. Để được cái cánh len này thì làm sao nó cân được. Phao ghi lê á, phao ghi lê thì em còn ít mã đợi thì em xả lốt cho. Nghĩa là bỏ cái này sang cái bên kia cho hai bên nó bằng nhau. Mẫu này là Q20, em có màu đen và màu này có chữ ghi là màu be nhá. Quần này thì nó không co giãn, nhưng mà đằng sau ổ nó là cà chuông co giãn, nên là bụng các chị mặc nó thoải mái thôi. Chứ về chất thì nó không co giãn đâu, túi rất là sâu. Quần này thì em cũng bán số lượng đến đầu nghìn rồi, chứ không phải đầu trăm nữa. Các bác xem live stream nhà em thì các bác có thể xem lại những live stream cũ để xem em mặc form dáng nó như thế nào. 3 size ML 40 đến 62 cân mặc vừa. 122.000 đen và be, đen và be nhá. Ghi lê em đang mặc trên người là 155. Ngoài kia còn phao ghi lê là chị bán lốt rồi, em tắt like. Cố lốt cái phao ghi lê rồi em tắt like đây. Mẫu này các
chị ghi là Q20 nhá. Quần này khách mua 1, mua 2 rồi lại mua 3. Thật sự khách mua 1, mua 2 rồi lại mua 3. Hầu như là các chị gái công sở mà cái quần này về phê lắm. Sao là giới thiệu bạn bè, người thân. Hoặc là các chị gái ở mà trong công xưởng, các chị làm công ty ấy. Các chị mặc cái quần này dáng của nó là dáng baggy, nó không bị ôm vào đùi. Nhìn lên dáng rất là thoát dáng. Đây, các chị này, mic này cho em này. Rồi sau là mic với cái phao ghi lê. Phao ghi lê nhà em còn. Mỗi con bom về nhưng mà mỗi con một mã, khó thật. Nhưng mà mỗi mẫu còn một mã thôi. Lại không còn nhiều, mỗi mẫu còn một chiếc thôi. Nên là tôi tranh thủ cuối live stream em bán nốt cho nó còn mẫu nhá. Mẫu này các chị ghi là phao rút này, phao hai rút. Mẫu này phao hai rút, em có màu đen này. Hôm nay em sale sập sàn nhá. Hôm trước tiếc rẻ vẫn bán 2.19. Một chiếc màu đen 1.99 này. Màu be này thì nó hình như nó bị lỗi gì hay sao nhỉ? Không bị lỗi à? Thế à? 199.000. Một chiếc màu be và một chiếc màu đen 199.000 các chị rút này. Eo to eo nhỏ các chị rút, eo cho em mỗi màu còn đúng một chiếc em mới sale giá này nhá. Mẫu này các chị là phao hai rút, một be một đen 199.000 này. Mẫu này các chị là áo phao rẻ này. Một cũng 199 thôi. Phao rẻ 199 ghi ấy thôi. Phao rẻ 199 này, em mặc lốt các chị này. Con này nhiều hot girl mặc đấy. Em có đăng ảnh hot girl mặc rồi. Đây phao rẻ 199 này. Em có màu be và màu đen, mỗi màu còn một chiếc. Lốt cho nó gọn mẫu. Đấy các chị mặc này này, sao các chị mix với quần cho em này. Bây giờ là quần em không chui vừa nữa. Em vẫn chui được nhưng mà nó kích bụng quá. Vẫn chui thì chui vẫn cố được ấy ạ. Tuần trước là em vẫn chui ok đấy. Nhưng mà tuần này này bắt đầu to quá rồi. Đây. Đấy nên là bây giờ em không bán quần này nữa. Rồi bây giờ em không mặc được vừa nữa. Rồi em không bán quần này nữa. Còn bao nhiêu em bán lốt. Thật sự là hôm nay em về bù chuyến cuối. Chứ em bán quần này phải gọi là đỉnh của chóp luôn ấy. Các chị có muốn mua nhà người khác cũng không có đâu. Riêng cái quần này là hàng em đặt đấy ạ. Em đặt các chị chuyến cuối em bù. Bởi vì là trong nhà em thì hôm trước là em hết màu đen. Còn nhiều màu be thì em lại phải đặt màu đen về để bù bán. Kiểu là phải có hai màu thì mới dễ bán. À về hôm nay thì lại hết đen này, em lại bù thêm một ít be thôi. Thế thật sự là trong nhà em là gần như là hết be. Be trong nhà còn tầm chục con nữa rồi là hết sạch hàng. Đen thì còn tầm 30 con nữa thôi. Nhá với gọi 122.000 đồng 3 size ML. Áo thì áo phao thì không có size, còn quần thì có size nhá. Đây các chị nhìn kỹ em này. Phao rẻ sale lốp 199 nhá. Be và đen. Đấy, bây giờ em tắt like nhá. Chị gái nào có đơn thì để nghe điện thoại nhân viên đây gọi điện chốt đơn. Các chị thấy cuộc gọi nhớ thì gọi lại giúp em với nhá. Và chị gái nào mà chưa chốt được tại live stream này mà các chị cảm thấy phân vân áo đang mặc thì còn duy nhất màu lâu em sale lốp 85.000 nhá. Đây các chị ơi. Chất nó rất là co giãn, 40 đến 65 cân là mặc vừa luôn cho em. Bình thường những cái áo này chỉ tầm 60 cân đổ về thôi. Nhưng áo này nó co giãn nhiều. Tiền nào của đấy nhá, có những cái áo 70, 60, 70, 80 nghìn em cũng bán được đó chị. Nhưng mà cái áo đấy là nó chỉ tầm 55 cân đổ về thôi. Còn áo này bao nhiêu cân cũng vừa. Nhá, em tắt like đây, chúc các chị gái ngủ ngon nhé. Bắt là vào sau tour lại live stream em cái.